Ai cướp? Cô cướp. Cô cướp gì vậy? Cô cướp trái tim tôi. Thà rót cho ta trăm ngàn trùng điều đau, đừng một lời nào mai bìa cho nhau. Vào bệnh viện á. Khỏi. Giờ không ai nhận nữa đó. Ủa sao kỳ vậy? Chứ 2-3 ngày em quýnh anh lần, 2-3 ngày em quýnh anh lần. Giờ anh tới cổng bệnh viện là đuổi anh về luôn. Vậy mà vẫn lì, cứ qua đây nhầy hoài. Tôi nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, cái này là cái chỗ tôi làm ăn. Vô là ăn cướp. Người ta chạy hết trơn. Cũng may á, là người ta trả tiền hết rồi đó. Rồi người ta không trả tiền là tôi mất vốn phải không? Tôi năn nỉ anh á, làm ơn đi, cái chỗ này là chỗ buôn bán kiếm tiền của tôi, đừng có quậy nữa. Quá. Nghe cái chữ bé ướt kìa. Ở đây nè, 1, 2, 3, 4 quá trời. Mỗi người 40 ly. Cái làm đi, cái giả đi. Anh bao. Bao. Cái gì vậy trời? Thương gió phủ đòi chai. Cái chài nấu ngán. Nhưng mà tôi ngán nè. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mỗi người 40 ly, tôi giả cho con chuột thành con chồn hay gì? Đọc cho ba, đọc cho ba. Trời ơi, anh thích. Không thích. Cái gậy tôi bán bạn. Tôi thấy à, ông bán hơn bả luôn á. Mệt ghê luôn. Buồn. Cái gì? Bằng cái gì vậy? Bắn tim ba, quê không? Phê lắm. Phê không? Làm gì gần tôi? Phê. Cùng điên gì đâu á. Thương gió phủ đời trai. Kỹ tay coi như bỏ. Quá mệt. Sao bạn? Xài lâu chưa? Mới xài à. Quán không? Quán. What? Đúng bạn. Ok. Quá. Cái gì nè? Quá. Em. Thương gió phủ đời trai. Châu phai thì mình nói. Cái thằng tôi tức ghê nè. Quá. Cái gì nữa? Tặng em một nhành hoa. Hoa gì? Hoa một cái nhung. Là gì? Là hung một cái hoa. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi thấy một cái thằng mà cô gái lo cho như thằng này luôn á trời. Ơi, tôi thấy nó thích chị dữ rồi đó. Không mấy chị gật đầu cái một đi để tôi còn uống nước yên ổn nữa. Xin lỗi nha. Nãy giờ ta chạy trơn á, có một mình anh chịu ngồi lại đây uống trà chanh của tôi à. Đâu có. Hả? Tôi bị chật chân, chạy không kịp. Giờ mới đi nè. Đi nha. Nghi ngờ nhân sinh quan cuộc sống này quá nhiều rồi. Ồ, chết. Chết. Thật sự rất chết. You want thì chết quá thật sự á. Trời ơi con ơi, bây giờ mỗi ngày mở mắt ra, bây giờ mẹ phải suy nghĩ coi cái số tiền mẹ đang có mẹ phải làm gì để cho nó hết đây nè. Thật sự. Ồ, chết quá con ơi. Cái gì? Đừng bao giờ nói tiền bạc gì ở đây với mẹ. Chỉ cần con muốn là mẹ băng cho con liền. Cái gì mà khó quá mình giải quyết không được bằng tiền á thì mình sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền, con hiểu không? Trời ơi. Đợi mẹ chút nha. Gì vậy em? Dạ trà chanh của chị. Ừ. Con hiểu chưa? Thực sự mẹ rất chết luôn. Bây giờ chỉ cần alo một cái thôi là mẹ sẽ chuyển nha. Con có biết bây giờ cảm giác mẹ sao không? Mẹ thấy lạnh á. Tại đá chị, đá. Thôi. Con mình tắt máy luôn rồi. Cái gì đây em? Ê, dạ trà chanh giả tay chị. Trà chanh giả tay hả? Dạ. Chị bị tai biến hả chị? Không em. Chị bị tai nạn á. Hả là sao chị?
cái giàu nó đột ngột ập đến với chị á. Chị chưa thích nghi kịp, em hiểu không? Dạ dạ. Từ từ rồi chị sẽ thích nghi á, dạ. Em hiểu không? Dạ dạ. Em cũng cần phải thích nghi với chị. Dễ thương quá à. Trời ơi chị ơi, chị rớt cái điện thoại kìa chị. Chị biết rồi, chị thấy mà chị đâu có bị đuôi. Dạ 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 dạ. Dễ thương quá nha. Dạ em cảm ơn chị. Nhưng mà chị hỏi nè. Dạ. Cái trà chanh ngon vậy á. Dạ. Mà em xinh đẹp vậy, chắc là em nhiều người yêu lắm phải không? Dạ đâu có, em đâu có người yêu đâu. Cái gì? Dạ. Trời ơi, từng tuổi này mà chưa có người yêu. Dạ. Ô, em làm cái gì vậy? Dạ xấu hổ. Cái xấu hổ đỉnh cao tụi em đó. Dạ. Trời ơi, không tin luôn. Trời ơi, em ơi, mình sống mình phải có tình yêu chứ em. Dạ. Em hiểu không? Nhưng mà thực sự chị giàu á, chị chưa quen, em hiểu không? Dạ dạ, dạ, dạ chị ngồi đi chị. Không không không, chị tìm lại cảm giác cân bằng của cuộc sống. Ủa chị làm cái gì vậy? Hả? Chị tìm lại cảm giác cân bằng của cuộc sống. Vậy sao ngay từ đầu chị không mang đôi này đi? Không em, bây giờ chị giàu lên rồi chị phải mang vậy á, để thể hiện được cái sự đẳng cấp của chị á, em hiểu không? Dạ. Em phải yêu nhiều vô. Dạ dạ. Bé ơi, em có biết không, tình yêu của mình nó giống như là một liều thuốc bổ vậy đó. Dạ. Liều thuốc cho trái tim. Dạ. Hồi xưa em không biết hả, chị bệnh dữ lắm nha. Ủa chị bị bệnh gì vậy chị? Chị bị béo phì. Nhưng mà khi chị có được tình yêu, chị gãy. Không em, chị đang yêu đời. Em không thấy hả? Chỉ là chiếc bông tai của chị thôi, bỏ. Bỏ giùm chị, gấp. Bỏ. Em thấy không? Dạ. Khi chị có tình yêu vô, chị khỏe gì đó. À, vậy là chị có tình yêu rồi, ảnh dẫn chị đi nhảy giảm cân. Chị tăng 4 cân. Dạ. Em hiểu không? Khi mà em yêu được á, em ăn nhiều. Nhưng mà bây giờ nha, chị đã tìm được cái quán trà chanh của em rồi. Dạ. Chị sẽ uống nó để mà chị cân bằng lại cái khối lượng cơ thể của chị. Dạ. Em cảm ơn chị dễ thương quá chị Ngọc. Nhưng mà em nè. Dạ. Vậy sẵn tiện em vào trong á. Dạ. Em làm cho chị 1, 2, 3, 5, 70 ly nữa đi. Hả? 70 ly? Ừ, để chị mang về trong cho mấy đứa trong xóm chị hôm nay rằm. Dạ. Ha, chị bữa nay không phải ngày rằm chị ơi. Em nói là ngày rằm. Chị mới nói ngày rằm. Rằm ở đây là trời rằm. Trời mưa như vậy á, mình uống nó trà xanh nó mới đã chứ. Em hay vẽ ý chị quá. À dạ em xin lỗi vậy. Nhanh nhẹn lên chứ. Nhưng mà chị vẫn thích uống lạc hơn nha. À, em ơi, cho chị xin thêm miếng đá với. À, có liền. Má mày tìm mày, ba mày tìm mày, ba ngoại mày tìm mày, ba nội mày tìm mày, ông nội mày tìm mày, ba má mày tìm mày, ba ngoại mày tìm mày, ông nội mày tìm mày, má mày. Gia Phải em tìm em. Alo. Trời ơi, Gia Phải sao gọi cái gì gấp gáp vậy? Trời ơi, gọi lúc nào không gọi, gọi ngay lúc này. Rồi rồi rồi, con biết rồi, con sẽ sớm trở về nha. Đâu mất rồi? Ồ, vừa nãy mới thấy ở đây mà sao tự nhiên bây giờ thì đâu mất rồi? Trời đất ơi, hẹn hỏi nhau được 2 tháng rồi mà bây giờ vẫn còn ngại không? Hay là mình bị hoa mắt ta? Chắc không đâu nhở. Không biết anh đâu. Sao? Anh cho phép em được thích anh. Em ơi đừng tin nó lừa đấy, nó ở nhà quê có vợ rồi. Anh ơi sao anh thương em vậy? Anh thương em. Người đẹp. Hả? Có người đẹp ở đây. Ủa? Ở đây. Không phải. Để anh thử. Mấy cái này nhóc ác này để anh. Không phải. Nè, đây là người yêu của tao. Mày mày đụng vô mày tên không? Tao bỏ mày lười mày tên không? Ngồi mày vô cái này. Sao? Mày muốn sao? Không thấy sao? Thấy trong mặt chứ sao? Vậy thôi đừng có làm nữa. Nè, con này không có sợ ai đâu nha. Tưởng đừng thấy già là sợ nha, không sợ đâu nha. Không muốn sao? Muốn đừng bỏ mày. Thôi. Em không thấy nó thương em hả? Anh là người yêu của em mà. Tại sao với người đẹp? Người đẹp hả? Đây là người yêu của tao. Đáng tuổi má mày luôn á, đẻ được mày luôn á người đẹp. Thì tôi đẻ ra nó mà. What? Má. What?
Người quen, người quen với nhau không mà. Thiệt tình thằng nhóc này, trời ơi. Thằng nhóc có hiếu dễ sợ. Đi mua bông tặng cho má mà chen lấn sao tôi gãy tay luôn. Mày không tránh ra coi. Nè, sao vậy? Hồi sáng con đi là tay chân lành lặn, bây giờ cẳng chân bị vậy là sao? Hả? Con bị đánh. Cái gì? Ai dám đánh con? Con nói một tiếng thôi, bất bỡ nó rồi, tôi lùng. Đứa nào vô đây bảo con nói đi. Ở đây không có sợ ai hết trơn á. Thằng này hả? Chứ bây giờ biết sợ ai. Thằng này bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Thấy à. Thấy mệt. Rối lần tiền định mày nhảy quá. Trời ơi, ngồi dậy đây nè. Đau quá. Con thấy ngồi nè. Con thấy má coi là cái mối quan hệ này. Ê trời đất ơi, tôi đã nói rồi. Tại sao mà cứ qua đây tìm kiếm tôi hoài vậy? Bị tôi đánh không sợ hả? Hả? Ai đánh con tao? Là mày hả? Mày có một người. Tao bá mày đầu mày lũi tên không? Đó mày bá mày đầu mày bá mày lũi thử không? Thử không? Thử không? Tao bá mày liền con tên không? Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Mày đánh đi, bây giờ nó là bá con tôi kìa. Bình tĩnh lại, mấy chuyện này tôi giải quyết. Tôi nhìn thấy em rồi thấy tụi em bướng lắm rồi đó. Sao vậy? Em bướng. Ủa? Anh tính nói gì? Tại tôi bướng nên anh mới theo hả? Đúng vậy. Là bởi vì em béo nên anh mới thường á. Only... Để chừng nào giải quyết được chưa? Được chưa? Thì nói vậy, nghe vậy biết sao giờ? Gì ơn quá. Dạ. Nghe hỏi. Dạ. Ai là người đánh nó? Con đánh. Trời ơi! Mày đánh con tao! Mày... Bỏ rồi tao bán rồi mày luôn ôm tao đâu? Tao bán nó mày luôn á. Hả? Nhảy hoài. Thôi mày nhảy qua đó tôi bá mày luôn như mày tin không? Thôi mày không hả? Bá ai bá? Bá tôi là tôi bá luôn anh tin không? Hả? Anh muốn gì? Tôi bá luôn nè. Anh bá ai? Đánh gì vậy? Làm trò hề gì vậy? Hả? Bình tĩnh, tụi mọi người đang bị rối á. Bây giờ để tôi hỏi đàng hoàng nè. Ừ. Tại sao em dạ lại bá con chị? Tại con chị bá ba em. Tại ba em bá má anh. Tại má con rồi bá con của bác. Nhưng mà tại con của bạn rồi bá con tôi. Nhưng mà con chị rồi bá ba em. Tại ba của em rồi bá má của anh. Tại má của con rồi bá con của bác. Tại con bạn bá con tôi. Nhưng mà con chị rồi bá ba em. Tại má của em rồi bá má của anh. Tại má con rồi bá con của bác. Sư phụ ơi đừng tụng nữa. Đương nhiên biết rõ rồi. Chị ơi chị. Chị gì vậy? Đừng ai đụng vô. Sư phụ ơi, sư phụ ơi. Hít sâu. Thở nhẹ. Tại vì tâm của tụi mình đang bị động. Dạ. Tất cả bình tĩnh lại. Dạ. Để tôi bình tĩnh tôi hỏi nè. Dạ. Tại sao á? Dạ. Em. Dạ. Lại bá con chị. Tại con chị bá ba em. Tại ba của em đòi bá má của anh. Tại má của con đòi bá con của bá. Tại ba của bạn đòi bá má của tôi. Nhưng mà con chị bá ba em. Ba của em đòi bá má của anh. Tại má của con đòi bá con của bá. Nhưng mà con chị bá ba em. Cầm lại rồi. Sao vậy? Trời ơi. Tên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phải bình tĩnh mới thoát ra khỏi vòng lặp này. Hít sâu. Thở nhẹ. Hít sâu. Thở nhẹ. Hít sâu. Thở nhẹ. Chúng ta đang bị dướng vào cái vòng lặp này. Đúng rồi. Hãy để bình tĩnh tâm. Dạ. Bây giờ đừng có quan trọng ai bá ai nữa. Dạ, đâu. Từ bá đó. Đúng rồi, cái từ đó. Hỏi lại đi chị. Bây giờ tại sao em bá đừng chị thức rồi. Không nói từ đó nữa. Không nói từ đó. Dạ. Tại sao nó đánh con? Thầy con lấy. Con con là được khỏi vòng lặp rồi. Thoát rồi. Tại sao em bé bá chị? Ê, đừng chị thức rồi, đừng có thái độ đó với chị. Dạ. Tại sao nó lại đánh con ra nông nổi vậy? Tại con hít bé đó mà ăn cua hoài nó không chịu. Giờ má làm sao cho nó quen con đây, không éo bóng chịu. Để má bình tĩnh. Cùng dàn của má. Nè em, tại sao em không chịu con chị? Dạ tại chị biết rồi. Có phải là em đang bị quan trọng cái chuyện tuổi tác đúng không? Hả? Chị nói em nghe. Bây giờ thời buổi hiện đại hết rồi. Em đừng có đặt nặng cái vấn đề tuổi tác ở đây nữa. Hai em không quan trọng gì chút. Vậy là em ngại.
Chị nói em luôn, con của chị rất là giàu, muốn cái gì hai đứa chỉ cần lấy nhau về ăn ngủ gì hết chị lo. Thậm chí nha bé, mai mốt em đẻ con ra hả, cháu của chị á chị lo hết. Sao có cái điều gì nữa mà em không chịu con chị? Không, chị nói vậy em mới thấy ngại á. Tự nhiên ba má em đẻ em ra bình thường, lấy con chị về nằm yên chỗ có người lo. Chị ơi, em nói thiệt là em có thể tự kiếm ra tiền được á chị, em không có cần tiền của chị. Nhưng mà cái điều quan trọng á chị biết làm sao không? Em thở chứ vậy? Dạ. Chị làm em rối. Em nói chạy rồi em thở vậy? Dạ, em không chạy là em không được thở luôn hả chị? Thở đi. Dạ. Em được nói tiếp chưa chị? Nói đi, chị đang nghe. Dạ, ý em muốn nói á là bây giờ em đang sống cuộc sống bình thường, em tự làm ra tiền được nè. Bây giờ em lấy con chị về, chị lo, chị cung phụng cho em vậy, cái người ta nói em là giống như là chuột sa hũ gạo vậy á. Rồi xong người ta nói em á là cái gì ta? Đào mỏ hả? Đào mỏ. Rồi người ta nói em vậy đó chị. Nói chung là lấy con chị vì tiền á. Ai đẻ nhỏ này khéo ghê. Nói chuyện giống như kiểu chửi cho đầu cha nó vậy đó. Ủa sao vậy ba? Tại tao đang quen bà. Anh xấu hổ phải không? Đúng vậy. Thôi được rồi, để em nói lấy lại công bằng cho anh nha. Nè. Dạ. Ba cô không biết ngại thôi, mắc gì cô biết ngại. Hả? Sao? Là thật sự đứng về phía tôi chưa? Em vẫn luôn đứng cạnh anh đấy thôi. Vậy nói tiếp đi. Chứ sao? Sao nữa hả cô gái? Dạ không có gì. Còn lý do gì nữa không? Dạ còn nhá. Ý em là thật sự ra em không có ghét gì con trai chị hết trơn á. Chà, em thấy con trai chị dễ thương lắm. Chị ta sống chịu. Nhưng mà chị nhìn lại đi, bao nhiêu tuổi đầu rồi, không công việc, không nghề, ngỏng tối ngày đi nhong nhong cô gái không à. Đã vậy rồi, coi kìa, làm trò khùng trò điên gì vậy? Nãy giờ tôi có làm gì anh đâu mà anh băng bó. Mày đặt cái tay có bị cái gì đâu. Xạo không à. Thiệt tình luôn á, chị nói thiệt cho em biết nghe không? Một người phụ nữ bản lĩnh như chị á thì chị không bao giờ quan trọng cái chuyện tuổi tác lớn hay nhỏ nè, chị cũng không quan trọng chuyện giàu hay nghèo, nhưng mà chị cần tìm là cần tìm một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Em thấy tôi đủ trưởng thành chưa? Cái này không phải trưởng thành mà là màu á, biết không? Bài. Má, nói gì đi, tao chửi con cả. Để má. Khỏi nói chị, con trai chị hư là tại chị. Em nói thiệt, chị chỉ biết dung tiền ra cho con chị à, mà chị không có biết dạy, bởi vậy nó mới hư á. Tại má cho tiền con kiến giờ tao chửi con hư hỏng kìa. Tại vì ổng nói là phải dành những điều gì tốt nhất cho con của mình mà. Tại vì con tôi nói quỹ đạo thời gian tôi giờ ngắn lắm, sống là phải biết yêu thương lẫn nhau. Thì đúng rồi, ba là ba của con nên con phải yêu thương ba chứ không lẽ con yêu cái thằng xài tiền hư hỏng này. Má cho tiền con kiến bây giờ tiền nói con hư hỏng kìa. Nhưng mà tại vì ổng nói là phải dành những điều tốt nhất cho con của mình mà. Tại vì con tôi nói là quỹ đạo tôi giờ ngắn lắm, sống là phải biết yêu thương lẫn nhau. Thì tại vì ba là ba của con phải yêu ba chứ không lẽ con yêu thằng hư hỏng này. Thì con kiến bây giờ người ta chửi hư hỏng. Nhưng mà tại vì ổng hỏi tao gì cái giọng là cũ rồi, giọng là cũ rồi. Hãy cứ vô tư và lạc quan nơi đây ngay, chỉ là không yêu con thôi sao nó vẫn phải ra. Đừng buồn anh nghe em tin. Sắp chết rồi. Được. Chết rồi. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi sẽ dạy con mình đúng cách. Hãy dạy con mình đúng cách, đừng nuông chiều con. Lên nhạc áo đi. Sao mày nói chỉ là tin đồn? Trời ơi, ai đồn còn tao tin. Gì kỳ vậy? Rồi sao mày vô đây? Tao đâu nói tao không tin. Trời ơi, mày vô đây hồi nào? Tao vô đây hồi hôm qua. Chứ hôm qua tới nay mày ở trong này mày có tìm thấy cái kho báu không? Tao tìm hết rồi, không có chỗ nào có kho báu hết. Nhưng mà có chỗ này tao chưa tìm thôi. Bây giờ hai anh em mình ở đây, bây giờ tìm được kho báu, chia đôi. Trời. Cái gì vậy? Hình như tao đạp trúng cái bẫy mày ơi. Rồi đạp trúng cái bẫy mắc gì vui. Khờ lắm. Bây giờ cái hang bình thường đâu có bẫy. Cái hang này có bẫy, chắc chắn có kho báu. Thành ốm chết chắc. Vậy là mày chết, còn tao ôm kho báu tao sống một mình. Thằng mập mày chết theo. Ai đây? Tao Trí Tề AI. Ủa? Tụi bay vừa kích hoạt một quả bom trong hang. Trong vòng 30 phút không tắt được hệ thống, tụi bay chết. Tao cũng chết. Bây giờ đi kiếm quả bom đi. Đi kiếm quả bom đi. Cái gì vậy?
kích hoạt được quả bơm phải có một người trong lòng. Thằng nào bước ra khỏi lòng, bơm nổ, thằng ốm chết, thằng mập chết, tao cũng chết. Chưa? Ê, mày ơi, nó nghe nè. Cái gì? Bây giờ tao không ra được, mày đào xung quanh coi có cái công tắc tắc chế bơm không? Rồi đào bằng cái gì? Trong ba lô mày, trong ba lô mày có đồ không? Ba lô tao, ba lô tao không có gì hết trơn. Mày mà không định ở đây mấy ngày hay sao? Trời, mày điên hả? Đi lượm kho báo thì đi về chứ, mắc gì mà bị tính tới cái chuyện ở mấy ngày. Mày khờ ghê thiệt, mệt mày quá. Trong ba lô của mày coi có cái gì không? Đó, có gì lấy ra là xài được, xài đi. Đèn pin. Ừ, thám hiểm phải có đèn pin. Ờ. Đèn ngủ. Ủa, em đèn ngủ làm chi? Trời, tao sợ bóng tối, ngủ phải có đèn, mày hiểu không? Rồi trong này điện đâu mày ghim. Tính sao? Trời ơi, rồi đem cái này theo chi nữa vậy? Trời ơi, mày đi thám hiểm mày phải chụp hình chứ, bộ mày không có cuộc sống mạng xã hội hay gì? Rồi mày ghim điện ở đâu? Rồi chuẩn bị, 1, 2, 3. Bị nhốt trong hang sợ quá, hu hu. Đang không được. Sao vậy? Hết pin rồi. Đó, mày thấy chưa? Cái gì? Rồi chứ giờ đi mà đem theo mấy cái này không có lợi ích gì trơn. Tao đem đồ á, tao phục vụ mục đích của tao, còn mày không đem đồ kìa. Biết, biết. Chúng mày vừa tốn 5 phút vô nghĩa. Mày thấy trời chưa? Ơi, mà. Trời ơi, tao bây giờ chết rồi sao? Bởi tao nói mày tức gì? Mày quá. Mày làm gì vậy? Mày kiếm đồ mày chọi tao tao. À, tao có đồ chọi mày nè. Mày vô hang mà mày đem theo chìa khóa nhà làm gì? Cái nhà tao không phải cái chuồng mà chìa khóa bự cỡ đó. Tao chọi mày khỏi về chuồng mày luôn. Ê! Cái chìa khóa đó tao vô hang đây trước tao lụm được. Sao mày lụm được chìa khóa mày không nói tao nghe? Mày có hỏi đâu mà tao nói. Tao có biết mày lụm được đâu mà tao hỏi. Nhưng mày phải hỏi thì tao mới nói. Trời ơi, là trời, có cái chìa khóa cũng không nói nữa. Ê! Mày á thuộc về cái dạng là chết vì thực lực á, chứ không có xui xẻo gì hết trơn á. Vô duyên quá. Vô trong hang lụm được chìa khóa thì chắc chắn nó phải mở được cái gì chứ. Ở cái gì vậy? Cái bản đồ. Ủa? Sao mày không bất ngờ? Ủa, tao vô trước tao biết mà. Sao mày biết có bản đồ mà nói tao nghe? Mày có hỏi đâu mà tao nói. Tao không biết, mày biết đâu mà tao hỏi. Nhưng tao không biết tấm bản đồ dẫn đi đâu. Mình có một cái chìa khóa, mình có một cái bản đồ, rồi bây giờ mình coi bản đồ của nó chỉ mình đi. Trời ơi, tức ghê không? Gì vậy? Cái bản đồ mà cũng ghi sai chính tả nữa. Ghi sai cái gì vậy? Bên trái bên phải. Là gì? Là bên trái bên phải đó. Trời ơi, tức ghê á. Giờ tao quẹo bên trái nè. Ừ. Cái gì vậy? Ê mày ơi, nó không phải ghi sai chữ y mày ơi. Chưa ghi sai chữ gì? Nó sai chữ chờ. Làm sao? Cái phòng bên kia cháy lan qua đây đó mày. Đi hướng ngược lại đi, đi hướng ngược lại. Hướng ngược lại hả? Vậy là tao đi bên phải. Ê, hả? Mày coi bản đồ vậy mày phải quay mặt về phía bản đồ mày mới quẹo chứ. Là tao đứng theo hướng bản đồ này về tao, xong rồi tao quẹo bên này đúng không? Ừ, đó bên phải đó. Mày dở ghê, mà quẹo bên đây là không đúng rồi, mày đi nguyên một vòng. Cái gì nữa vậy? Trong tủ có tiếng động. Coi chừng có quái vật đó, mày đừng có mở. Phải mở. Tại sao? Mày không coi mấy phim kinh dị, mấy phim ma sao? Liên quan gì? Mấy cái khúc hồi hộp này là vai chính hay mở cửa mới có chuyện coi tiếp. Nhưng mày mở mày chết. Mở. Không mở. Mở. Không mở. Mở. Tù xì đứa nào thắng làm theo đứa đó. Trời. 1, 2, 3 tù xì. Tao thắng mày vô. Đây. Mày khờ ghê, mấy cái này mày phải để ý chứ. Mày vô hang mày không cẩn thận gì hết. Ủa? Hả? Sao hồi nãy mày nói tao mày không mở? Tao quên. Giờ sao mày? À! Ê! Chứ phải không phải kia sai chữ y mày ơi. Chứ sai chữ gì? Sai chữ Phật. Làm sao? Nó nhảy nè. Ê! Ngưng nhảy đi. Ngưng nhảy. Ê! Tụi mày không ngưng nhảy là tao nhảy ra khỏi cái lồng này đó. Mày tới sao? Mày tới sao? Tao là người tới trước nè. Lúc mà mày tụi mày vô á là tao biết mà. Mày biết thì tao vô sao mày không nói? Mày đâu có hỏi đâu mà tao nói. Tao có biết mày bị nhốt trong tủ đâu mà tụi tao hỏi. Nguyên tắc có hỏi mới trả lời. Rồi nè, mày vô đây trước, tại sao mày không bị nhốt trong cái lồng? Mày nghĩ coi, tao chui vô cái tủ, mắc gì tao bị nhốt trong cái lồng? Phải chi á mà tao chui vô cái lồng vậy nè thì tao bị nhốt trong cái lồng. Ê, nhìn thằng này nó vô tư hồn nhiên quá mày ha. Sao vậy? Tại nó không biết trong cái lồng có trái bơm. Đi. Ê. Mày không được bước ra khỏi cái lồng. Tại sao? Tại vì cái lồng này có công tắc kích hoạt trái bơm. Phải có người trong lồng. Nếu không, trái bơm nổ tất cả chết hết. Ai đồn? Tao đồn. Đó, gì ghê vậy? Ừ. Thôi mày ráng ở đây nha, tụi tao đi. Ừ, tao đi theo luôn đó. À! Ủa trời ơi, bây giờ mày muốn cái gì?
phải cứu tao ra mới được chứ. Rồi rồi rồi, bây giờ này, tao nói mày nghe nè, mày yên tâm ở đây đi. Tụi tao tìm được đường ra, xong rồi tao, mày với thằng này cùng nhau nhảy ra cái đường ra đó, cái hang này có sập kệ nó. Ừ, được. Rồi. Ê, hả? Đường ra đường nào mày nhớ không? Tao không nhớ. Ủa, chị sao không ra bằng cái đường mày vô? Trời ơi, nếu như mà tao nhớ được cái đường tao vô là đường nào là tao đã tự ra bằng cái đường tao vô rồi chứ, mắc mớ gì mà tao hỏi mày. Ủa, vậy bây giờ nếu mà không ra bằng đường mày vô thì ra bằng đường nào? Ra bằng cái đường mày vô á. Trời ơi, tao đâu có nhớ cái đường tao vô đâu, làm sao ba tụi mình đi ra bằng cái đường tao vô? Bởi vì mày phải nhớ cái đường mày vô để ba tụi mình cùng ra bằng cái đường mày vô. Trời đất ơi, tao đã nói là tao không có nhớ được cái đường tao vô là đường nào, làm sao ba đứa mình cùng nhau ra bằng cái đường tao vô được? Bởi bây giờ mày phải ráng nhớ cái đường mày vô là đường nào để ba đứa mình cùng nhau ra bằng cái đường mày vô. Thôi, đường vô đường ra mà tụi bay cũng không nhớ nữa. Mày nhớ, mày nhớ không? Không. Trời ơi, mày nói chuyện thiệt tình luôn á. Có nhiều cũng nhớ nữa. Biết biết, thằng mập. Mày mới vô mà mày không nhớ cái đường mày vô để dắt nguyên một đám ra bằng cái đường mày vô thì làm sao cái thằng ốm nó có thể nhớ cái đường nó vô mà nó dắt nguyên một đám ra bằng cái đường nó vô được? Tốn công của tao tạo bao nhiêu cái đường vô cho tụi bay ra, bây giờ tao không ra được, tao đóng cái cửa khỏi ra vô. Vậy là hai bay chết chung với tao. Trời ơi, bây giờ mới làm sao? Thiệt tình khổ quá. Bây giờ đường nào cũng đóng hết trơn rồi, giờ làm sao giờ? Tụi bay có cái tấm bản đồ, tụi bay không giải mã câu đố à? Ủa, cho mày đọc bản đồ coi. Đọc bản đồ. Lưu ý, trong tủ có hộp đựng chìa khóa, sẽ mở được công tắc dưới giếng, vô hiệu hóa được trái bom. À, để tao kiếm. Khỏi, tao biết bẻ khóa mà, giờ tìm công tắc tao bẻ khóa luôn. À đây nè. Thằng ốm, mày lanh dữ vậy. Chỉ có ba. Ê mày đi kiếm đi. Bơm nổ. Để tao kiếm. Trời ơi, không biết ở trong cái tủ này có bao nhiêu cái chìa khóa nữa. Ba cái. Sao mày biết? Nè, tao. Rồi sao mày giữ chìa khóa mà mày không nói? Nguyên tắc có hỏi mới nói. Trời ơi, thôi vô đây. Ôi khổ quá. Rồi thử đi. Còn hai lần. À, vậy là chìa khóa mày á. Lại đó, dục đi, có chừng lộn. Để tao thử. Biết, còn một lần. Ê, không phải chìa này luôn mày ơi. Vậy cái chìa còn lại. Chắc chắn rồi, hãy cho tao. Mày làm vậy chi vậy? Tưởng cái tâm trội vô lấy điểm. Trời ơi. Điểm chi giờ này nữa, trời ơi, chết không lo nè, trời ơi. Còn bây lấy giờ điểm phải làm sao? Ha ha. Phải vô nghĩa vậy. Ê, tao tưởng tao ra cho thêm thông tin mới á. Ai đây? Ông Bụt. Ông Bụt. Chìa khóa vàng này có phải của con không? Chìa khóa. Không, chìa khóa của tôi bằng đồng, da cũ lắm. Ha ha, con thật trung thực. Tặng con chính chìa khóa bằng vàng. Trời ơi. Ha ha. Con có một lần thử. Ha ha. Mà tặng chi tới chính chìa. Hả? Ta đi đây. Đưa lại đi. Đưa lại. Trời ơi. Bây giờ làm sao? Bây giờ cứ tìm cách đi, kêu ông lên. Kêu ông lên bằng cách nào giờ? Kêu cái gì chọi xuống. Kêu cái gì chọi xuống. Kêu cái gì chọi xuống đi. Kêu cái gì chọi xuống. À anh ơi. À có nè. Mày mới chọi gì xuống vậy? Cái 12 Pro Max của em. Trời ơi, đã không có tiền rồi còn chở cái điện thoại xuống, có tiền đâu mà đền. Yên tâm. Ha ha. Trời ơi. Điện thoại 15 Pro Max bằng vàng này có phải của con không? Không. Ê, 12 Pro Max đổi 15 Pro Max mà mày không chịu. Yên tâm. Lát ông lên trả ba cái 12 mỗi đứa một cái. Ha ha. Điện thoại 36 rồ mắt này của phải của con không? 36 rồ mắt là gì nữa trời? Con lấy đại đi. Rồi giờ đâu đưa đây? Chưa phát hành, hẹn 21 năm sau đến lấy nhé. Ta đi đây. Ha ha. Cục đường bê. Ủa? Bà vô đây bằng cách nào? Đi theo định vị. Cái định vị của bà đâu? Trong điện thoại. Điện thoại đâu? Chưa diễn. Trời ơi, bà vô đây làm chi vậy? Đi kiếm ông xã. Xã bà đâu ra? Tôi nè. Ông xã. Bà xã ơi, ông xã. Đi đâu mấy bữa nay? Té
em gọi không bắt máy. Anh bị mắc kẹt trong đây nè, đâu có gọi cho em được đâu. Thì là lỗi của em hả? Em xin lỗi ông cả nha. Ok. Gì hả? Ôi một cái. Ê! Ơi, tôi thấy hai bạn ngăn cản tình yêu của hai đứa tôi á. Còn tao thấy mày đang ngăn cản sự sống của hai đứa tao á. Làm sao? Tụi mày không được bước ra khỏi cái lòng. Thế hả? Tại vì cái lòng này nó có cái trái bơm. Mày bước ra là trái bơm nó nổ. Ghê vậy? Ôi, ôi, để em bước vô đây chết chung với ông xã nha. Chị đậu sư tử chị đó. Bây giờ chị vô đây nè, chị nhớ đường ra không? Nhớ. Không. Là nhớ hay không? Là không. Chị sao lại nói nhớ? Nhớ là có vẽ cái bản đồ. Đâu? Đưa bản đồ cho tôi đi. Đưa bản đồ cho tôi. Đây nè. Đưa tôi nè. Đưa cho tôi nè. Tôi nè. Đưa cho tôi nè. Nói nghe nè. Hai đứa bay yêu nhau vậy, nhớ cưới nhau nha, đừng có bỏ nhau. Sao vậy? Bỏ nhau cưới người khác làm khổ người ta. Bây giờ có cái bản đồ kêu đưa, tao thấy rõ ràng, cái để đây anh thảy cho mày được rồi, nó thọt qua đây nó thảy. Tưởng là cái tâm. Trời, lấy điểm. Điểm gì nữa, chết tới nơi đây nè. Ôi, khổ quá. Bây giờ... Ha ha. Tấm bản đồ bằng gỗ này có phải của con không? Không. Ê, tao thấy mày bắt đầu bàn quan cái chuyện sinh tử giống ai nó rồi đó. Mắc gì? Cái bản đồ bằng gỗ hay bằng giấy gì cũng coi được mà mắc gì cũng lấy. Tao quên, tao bị rối quá, giờ làm sao mày? Trời ơi là trời, tao tức ghê luôn á. Bây giờ làm sao, giờ ống xuống rồi. Con thật trung thực, trả lại con tấm bản đồ bằng giấy. Yeah! Có 9 đường ra. Ủa? Có 9 đường ra, ra đường nào cũng được. Nhưng chỉ một đường đúng. Thật vô nghĩa. Ha ha. Nếu biết trước có kết quả thế này, ha ha, thì tao đã không làm tiểu phẩm từ đầu tới bây giờ. Ha ha. Em nhớ anh. Anh nhớ em. Yeah. Ta đi đây. Mày đi đâu? Bắt lại. Ha ha. Tao không cho hợp cứ một lần nào. Bước ra. Mày bước ra. Ra. Mày bước ra. Con nhỏ kia xuống đây. Nhỏ xuống đây. Ha. Dám nó vô lòng. Ha. Mày dám vô. Dám vô lòng. Dám vô. Mày khỏi hộp lên hộp xuống nữa. Trời ơi, nãy giờ quá phiền rồi. Ha ha. Bây giờ mặc kệ, sống thì sống chung, chết thì chết chung. Bít bít. Chúc mừng, 4 đứa bay đã vượt qua thử thách ong bụt. Yeah. Rồi còn trái bơm. Còn 5 giây. Ha ha. Trời, 5 à, 4 à, 3, 2, 1. Dạ. Em không ngờ tới lúc nguyên sinh rồi hai đứa mình vẫn còn gặp nhau. Yeah. Bơm nổ. Như là tụi mình đang ở thiên đàng. Không có cái thiên đàng nào mà tối thui vậy hết á. Trời, địa ngục chào đón chúng ta. Ê, tụi mày thấy gì lạ không? Lạ gì? Thằng nào xây cái địa ngục ở trang cái hang nãy tụi mình bị nhốt à? Trời ơi, sao không thoát ra khỏi cái chỗ này vậy? Có cái ngày chủ nhật mà cũng bắt đi làm nữa. Ngày này đi làm có được chấm công đâu cơ chứ. Hai thằng nào để con ma nó canh trên này. Đấy, đồ đạc nó phải để đúng nơi quy định, không là nó sập hệ thống. Rồi, nhọc tao chưa, giờ tao lại phải bê mày xuống dưới. Nào. Trời ơi, mò nhọc mà không hiểu sao ai cứ dở hơi bê cái con này đi nhảy. Rồi mày chui vào đây. Đấy, có điện liền. Ê, tụi bay là ai, đi vào đây làm gì? Đi tìm kho báu. Kho báu nào ở đây? Thì ở ngoài cửa để có kho báu thì tụi tôi vô đây tìm kho báu. Đây là cái khu vui chơi giải trí tổng hợp. Hang động là trò chơi truy tìm kho báu. Tao mới dán được cái chữ truy tìm kho báu, bọn hợp chúng mày đi vào đây rồi. Ủa vậy ở đây không có kho báu hả anh trai? Chúng mày nằm mơ giữa ban ngày đấy à?
Đi về, ta mở cửa nó về này, nhanh. Về đi về. Đi ông xã. Căng vậy. Ê. Vậy. Vậy. Con nhìn thấy chùm chìa khóa của tao đâu không? Không. Chùm chìa khóa bằng vàng này có phải của con không? Không. Ê. Cái gì? Ta tặng con chín chùm chìa khóa. Trời ơi. Thoải mái như cười thương hiệp. Cười hoa nỉ rồi lại cười không nỉ. Cười múc chảy ra. Dù là người có địa vị cao hay thấp, giàu hay nghèo, đều phải trải qua bốn giai đoạn này. Và đến giai đoạn tử thì sẽ được diện kiến bánh ba. Cái gì vậy? Cho xin miếng lòng. Ở đây là cháu lú. Cháu lòng đầu thai xong ăn. Cho xin miếng tiêu. Ở đây cháu lú. Ăn vô để quên. Cho mày miếng tiêu. Mày bước qua bên đỉnh. Mày hát gì mày nhớ là hết. Tao tốn thêm tô cháo nữa. Rồi xin miếng bánh quẩy. Bánh quẩy đâu ra? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Xin miếng cháo. Hết cháo rồi. Làm sao nữa? Nãy đói quá ăn rồi. Nãy đói quá ăn rồi. Đói quá ăn hả? Ông giỡn mặt với tôi hả? Bây giờ không có cháo sao đi đầu thai? Tôi quậy quán ông đó. Quậy hoài vậy? Đừng có quậy. Lôi trừng phạt á, đừng nhảy nữa. Dần sao? Tao nói với mày rồi, cái gì nó cũng phải có cách giải quyết hiểu không? Bây giờ hết cháo nhưng mà còn tấm vé. Tấm gì? Vé ưu tiên. Ưu tiên. Thái. Thiên Lôi đánh mày nữa đó mày tin không? Không, tại vui quá nhảy. Tự nhiên có tấm vé vui quá nhảy, tao có nói tao cho mày đâu. Làm sao nữa? Ngồi xuống đây kể cho nghe. Hồi sáng Vương Tổng vừa mới... Vương Tổng là ai? Xếp Diêm. Vương Tổng xếp Diêm, hiểu. Ai mà kiếp trước á, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt thì kiếp sau mới được nhận cái vé này. Đầu thai vào một gia đình có cha có mẹ, sống hạnh phúc suốt đời suốt kiếp. Hai đưa tôi. Không. Làm sao? Kiếp trước sao mày chết? Cuộc sống mà ông. Đâu ai có thể chịu lòng được tất cả đâu. Thuyền to thì sóng lớn. Chết xong. Không. Gió lớn thì cây ngã. Cây đè. Không. Tối lửa tắt đèn. Chết cháy. Mũi cắn. Mũi cắn mày chết hả? Mũi cắn ngứa thôi làm sao mà chết. Vậy sao chết? Bị đánh chết. Có ba chữ à. Bị đánh chết thì nói luôn đi. Tự nhiên kể một ề đó. Anh kia không biết nữa. Miếng giày. Không lẽ. Đó lý do tôi chết đó. Là sao? Lý do chết là sao? Kể gì rõ ràng không hiểu nữa hả? Cái nguyên nhân bị đánh chết. Chờ, cái nguyên nhân bị đánh chết là... Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với video của Tâm Vlog. Tâm sẽ đi quay lại các trường hợp khó khăn. Sau đó mọi người có thể dựa vào video và giúp đỡ những trường hợp khó khăn đó. Hôm nay chúng ta tới với một trường hợp mới. Xin chào ông tên gì? Bà. Xin chào ông tên gì? Bà. Xin chào ông tên gì? Bà. Hỏi tên chứ không hỏi xưng hô. Tao đàn ông mà tao tên bà. Tên gì bà? Mạnh bà. Mạnh Văn bà. Ủa vậy là dưới đây Mạnh bà là đàn ông hả? Chứ ai đồn với mày Mạnh bà là đàn bà. Mày có chết xuống đây bao giờ chưa mà mày biết Mạnh bà là đàn bà? Ai đồn? Ai đồn? Ai đồn? Ai đồn? Dân chúng đồn, nghe theo dân chúng. Gọi tắt là bây giờ mày gọi ông là cái gì ha? Gọi là ông bà đi. Ủa? Vậy người ta kêu là về chào ông bà xuống đây gặp ông. Tại lại vậy. Rồi. Ông bà đây là một người có trường hợp rất khó khăn. Ê, tao khó khăn nào? Phải kể vậy tao mới thương mình hiểu không? Bây giờ đếm 1, 2, 3 khó khăn nha. 1, 2, 3. Khó khăn. Khó nữa. Khó nữa hả? Ừ, khó nữa. Đếm. 1, 2, 3. Khó khăn. Khó khổ quá. Khổ hơn nữa hả? 1, 2, 3. Khổ quá. Khổ lắm. Có người vô. Chào, chào anh đầu trâu chị mặt ngựa đi. Chào nha. Mua gì đó cho ông bà ăn đi. Ông bà ơi. Bây giờ nếu được ăn một món mình thích thì giữa cơm và hủ tiếu ông bà chọn gì? Ăn hủ tiếu. Vậy hủ tiếu và phở ông bà chọn gì? Ăn phở. Ăn phở với bánh canh ông bà chọn gì? Bánh canh. Bánh canh với cơm ông bà chọn gì? Cơm. Ông chọn cơm lúc đầu. Lúc
đầu mày có nói cơm đâu. Nói từ đầu. Nói lại đi. Vậy nếu được ăn một món mình thích giữa cơm với hủ tiếu, ông bà chọn gì? Chọn cơm. Chúc ông bà ngon miệng. Cơm tao đâu? Cơm gì? Mày mới hỏi tao là thích ăn cái gì, tao nói tao thích ăn cơm. Rồi cơm tao đâu? Cơm đó. Cơm tao đâu? Kìa. Tròn. Tròn ông bà, tròn ông bà nha. Đùa chút thôi. Nó mỏng hơn cái miếng hồi nãy luôn á. Đó, đó là việc làm khi con còn sống đó. Là rốt cuộc là sao? Là sao bị đánh chết? Ủa, chưa kể luôn hả? Chưa kể luôn. Thì nói chung là vô duyên á, bị người ta đánh chết. Chưa. Bây giờ đưa tấm vé cho con đi đầu thai liền. Sao mà gấp dữ vậy? Bữa nay đầu thai không được thì ngày mai đầu thai. Nhất định phải là ngày hôm nay. Tại sao nhất định phải là ngày hôm nay? Ngày hôm nay là sinh nhật của con. Đi đầu thai mà cũng coi ngày coi tháng nữa. Trời ơi, thì con ngày coi tháng tới 8 tháng 1, ngày số 9 nút, đẹp. Ngày mai cũng đẹp mà. Ngày mấy? 9 tháng 1, 10 nút. 10 bù. Mày đi học hay mày đánh bài? Thì nói chung là đưa tấm vé cho con đi đầu thai cho đúng ngày, lẹ lên. Trời ơi, lỡ như bữa nay tao đưa cho mày tấm vé, mày chạy lên trển đúng ngày, nhưng mà mẹ mày chưa chuyển dạ, mẹ mày khó sanh, ngày mai mới sanh mày được thì cũng trễ ngày. Yên tâm đi, con chạy lẹ lắm, lên trển là chuyển dạ. Cái vấn đề không nằm ở mày mà vấn đề nằm ở mẹ mày. Lỡ mày chạy lên đúng ngày nhưng mà mẹ mày chưa chuyển dạ, mẹ mày chưa sanh, ngày mai mới sanh thì ngày mai mới trễ ngày. Dạ, bây giờ con chạy lên đạp bụng chuyển dạ đẻ mổ. Trời đất ơi, cái vấn đề nằm ở ba mày nữa. Lỡ ba mày đang nhậu, ba mày không chạy vô bệnh viện ký giấy kịp thì mẹ mày đâu đẻ mổ được đâu. Ngày mai mới đẻ mổ, ngày mai cũng trễ ngày. Bây giờ đưa tấm vé đi, tôi muốn đầu thai ngày nào có đầu thai lẻ lên. Trời, sao con này dần lên ghế mà có này tấm vé nè. Quang Huy. Ủa, ai là được. Ê, sao nãy hát được giờ nói không được? Sao kỳ vậy? Ở đây ép. Ê, nhạc đâu mày nhép? Ê, kẹo kéo. Ông kẹo kéo chết xuống đây rồi, làm sao mà có cái thùng kẹo kéo được? Ép. Xếp. Trời ơi, xếp quả nóc xuống hay quá ha. Thùng bự lá là mắc lắm đó. Công nghệ hiện đại đúng rồi. Xếp luôn cây kẹo kéo cho miếng coi. Câu chuyện quan trọng là sao? Đưa tôi đấm vé, tôi đi đầu thai lại lên. Hiểu rồi, nó là người xấu, tôi là người tốt, đưa tấm vé đây. Có phải kìa. Sai rồi, dịch. Nói lại, dịch. Ai đó. Ý chưa, cây kẹo không phải của nó, cũng không phải của mày, của tao. Ê, chấp niệm với cây kẹo kéo quá lớn. Đang thèm kẹo kéo. Bây giờ đưa vé đi, ăn bao nhiêu tôi lên chợ nó xếp xuống. Ở đây có sẵn là ăn đây. Nhưng mà quan trọng tôi là người tốt. Tôi tốt. Vậy cuối cùng ai tốt? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nếu sơn không tốt thì khỏi sơn gỗ. Nó tào lao quá ta. Miếng mỏng. Rồi tới đâu rồi? Tôi tốt. Tôi tốt. Ôi, vậy cuối cùng người tốt là ai? Ai ra xứ Huế thì ra. Còn kêu ai tốt thì tôi ra nè. Anh ơi, em đâu có kêu anh đâu anh ơi. Tụi em hỏi người tốt là ai? Anh Nguyễn Văn Tốt. Anh ơi, em hỏi người tốt là ai chứ em đâu có kêu anh đâu anh. Vậy là tụi em không có kêu anh hả? Dạ. Ủa, quen vậy? Hết quen. Làm xuất hiện hai lần. Đó, mày thấy chưa, tao kêu tối rồi đừng có chơi mấy cái trò này. Mày bán dấu giả chứ giờ tao xin dấu lú thiệt kìa. Ai mà biết đâu, tự nhiên bây giờ ma giả gặp ma thiệt. Thôi đi về. Cái đầu không vậy? Có cái chân nè. Cho két bia. Cái gì vậy chú? Cho một con bán cháo. Đâu có phải là bán bia đâu mà có két bia cho chú. Trời ơi, cái địa hình đẹp như vậy là phải bán bia, không có bán cháo được, mở quán nhậu đi. Coi nè, thiên thời địa lợi nhân hòa, không nên bán cháo mà là bán bia. Ê, mày ơi, làm thơ nữa kìa. Bây giờ quan trọng á là đuổi ông về đi dọn hàng, sợ quá. Mày khùng hả? Ông bị xỉn sao tao nói chuyện với ông được? Quán mày tự tính gì chứ. Tao tính nhưng mà bây giờ xỉn. Ủa,
Em mày nói chuyện gì ông hiểu không? Chắc không đâu. Ừ. Biết là cái quán cháo này mở lâu rồi, kỷ niệm của tụi con. Nhưng mà bây giờ là cái quán này phù hợp bán bia hơn, con biết không? Thì không có tiền thì chú hùng vốn vô cho. Hình như em tao không có bị bệnh. Chứ bị gì? Em tao xỉn á. Rồi sao? Hai thằng nhậu đang nói chuyện với nhau kìa. Mốt đừng cho nó uống thuốc nữa. Chứ cho uống gì? Cho uống rượu đi, gì cho nó hết. Hết nói chuyện luôn, mày điên hết. Trời kìa, nè mày coi nè. Nó, mày để quán ở đây rồi mấy ngày nào mấy ông nhậu cũng quậy quậy mày, mày thấy chưa? Ngày nào hồi nào, bữa nay có ông một thôi đó chứ làm gì mà có. Ủa cái gì vậy? Đấy. Sao vô quán tôi gửi chén vậy? Báo cáo anh, bên này thổi nồng độ cồn. Em vào rửa chén xíu. Trời ơi, rửa chừng nào mới xong? Khi nào em tỉnh em về. Trời ơi, cái đống chén này vừa mới rửa xong luôn á. Ai đâu mà mượn ông vô rửa nữa. Ông về rồi. Tao nói mày rồi, cái này cái xe cháo đâu phải cái quán đâu, mày sợ dọn đi đi. Không có được, cái xe này xe kỷ niệm. Kỷ niệm gì? Bán ở đây ế quen rồi. Dọn chỗ khác đắt bán quen. Mày khùng mày gì bán đắt mày không quen hả? Dịch. Nó dẹp quán cháo mở quán nhậu đi. Mày điên hả? Bao nhiêu vốn liếng thị vô đây hết trơn rồi, dọn chỗ khác vốn rồi nữa mà mở. Dịch. Thôi không có vốn, chú Hùng vốn. Tao anh hai mày, tao nói mày không tin, mày chỉ tin người dân. Dịch. Trời ơi, ngủ luôn rồi, đã thấy chưa? Bà tao nói rồi mà đừng bao giờ mà tin mấy ông xịn cái gì nữa vậy. Sao mà vô quán tôi gửi giấy nữa? Báo cáo anh, bên này cũng có chốt anh ạ. Trời ơi, bà tao nói rồi, nhậu thì đừng có lái xe. Anh thông cảm chứ, do công việc em có muốn uống đâu, thì ép á. Mai mốt đã quyết định uống rồi thì đi xe công nghệ chứ đừng có đi xe của mình. Thì em đi xe công nghệ mà. Rồi đi xe công nghệ vô đây gửi giấy chứ. Quên, say miết. Tưởng hai cái chân là hai cái bánh. Cái gì vậy trời? Trời đất ơi trời, cái đống chén có nhiêu đây mà rửa ba lần. Thôi, tự nhiên bây giờ ổng xỉn rồi. Nó nói chuyện, ai hiểu? Tôi hiểu. Ê, vậy? Tao nghi ngờ nhân sinh quan cuộc sống. Nghĩ gì? Nó nói chuyện tao mày không hiểu mà ai cũng hiểu chứ. Bình thường. Ông này hiểu tại ông xỉn. Ờ. Còn anh nó hiểu tại anh dông. Ờ. Dạ, phải dông, tôi là người. Người sao mặc đồ trắng? Mặc gì người không được mặc đồ trắng? Mặc đồ trắng ban đêm. Trời ơi, ban đêm không đi, mặc gì không được mặc đồ trắng. Ôi, nè, cảm ơn khen đẹp trai. Mày điên hả, mày điên hả? Nó là ma, nó đi lướt, nãy giờ mày khen đẹp trai làm gì? Ma cái gì mà ma, là người. Đi lướt gì cho nó lẹ. Lẹ gì? Đi lẹ đi kiếm ba, ông xỉn sớm giờ đi kiếm ra ngoài nè. Rồi kiếm thấy chưa? Chưa. Ôi! Ôi! Ba tôi nè! Cảm ơn em. Ôi! Tao với mày có bị vấn đề gì không ta? Vấn đề nằm ở chỗ là tao sợ chỉ của tao chứ mày hiểu không? Không phải đâu. Mày không nhớ hả? Hồi nãy có cái ông mà vô rửa chiếc ống. Trời ơi, vô nữa. Trời ơi! Sao mày vô quét cái ngoài vậy? Em quên là em có đi xe. Còn chiếc xe đâu? Bắt rồi. Còn chiếc xe bị bắt rồi, vô đây gửi chén chế. Thôi ở đó luôn đi. Một chút xíu nó cho dọn quán xong rồi tôi đưa cho về. Trời ơi khổ quá. Ha ha. Ha ha ha. Ông bố. Ông bố. Nhỏ tiếng lên cho con, nhỏ tiếng lên hồn quá à. Chú không phải ông bột. Chú là ai vậy? Đầu bếp á. Bếp sao mà không vậy? Biết vậy còn hỏi cho tụi con. Ồn ào quá vậy? Dạ dạ xin lỗi chú. Dạ thường thường là buổi sáng con tụi con không ở đây. Tụi con mỗi đứa đi bán nghề, cái tối về xe cháo này phụ. Hơi ồn xíu xin lỗi chú. Ôi nhà cửa đâu? Tụi con không có nhà. Ủa ai không có nhà? Cha mẹ đâu? Dạ tụi con mồ côi. Mồ côi hết luôn hả? Thương thiệt chứ. Ngủ bờ ngủ bụi ở đây. Con mồ côi luôn hả? Mồ côi con gãy tôi xỉn mà. Ê hổ mày. Chú còn lại chú khách đó, chú xỉn rồi thông cảm đi chú. Dạ.
manh động ơi, không giỡn nha, gì? Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú sao? Nói. Chú bình tĩnh đi chú ơi. Ừ, tao bình tĩnh á. Dạ dạ, ông cũng xỉn luôn chú ơi. Dạ dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. À, tao biết rồi. Thì ra mấy đứa nhậu nhẹt ở đây gây mất trật tự đúng không? Dạ không, không dạ không chú, không dạ dạ chú hiểu lầm rồi. Chứ sao? À, dạ xin lỗi chú, không phải tụi con cố tình. Bé này nè chú. Nãy nó hỏi là nếu tụi bay có kiếp sau, tụi bay muốn cuộc sống như thế nào? Thấy vậy tụi con chơi trò chơi giống con này nè, kiếp sau. Hỏi đi. Chú biết hết rồi. Con là con muốn trở thành vlogger để con quay những clip mà tròn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chú biết hết đó, hiểu hết. Nhưng chưa biết tại sao thằng này muốn trở thành mạnh bà vậy. Dạ, tại ước mơ của con là bán cháo. Mà bán cháo bình thường á, ế lắm. Nên con muốn làm mạnh bà để ngày nào cũng có khách hết, cuộc sống ổn định lãnh lương tháng. Rồi, con bé kia tự dưng nghĩ ra ba cái trò chết chóc chi con? Không nên nha chưa. Rồi ước mơ con là gì? Chú ơi, chú thông cảm đi. Em con nó bị bệnh, nó nói chuyện không có được. Hồi nhỏ nó ước mơ làm ca sĩ, mà không biết sao cái lần đó nó bệnh, cái nó không có nói chuyện được luôn. Mà anh em con mồ côi, không có tiền để đưa đi bệnh viện. Cái con hay dẫn em con lại cái trạm xá đằng này nè, chích thuốc miễn phí mà cầm cự qua ngày à. Cái tự nhiên hồi sáng cái nó kêu con, nó nói anh hai ơi, nếu như mà thật sự mà có kiếp sau á, anh hai muốn có cuộc sống như thế nào? Bởi vì con... Thôi, chú hỏi vậy thôi chứ tình hình của mấy đứa là chú biết hết rồi. Ủa sao chú biết? Chú rình á. Ủa? Nhưng mà chú nói tụi con nghe nè. Dạ. Trong cái cuộc sống này á, tụi con hãy hy vọng, đừng bi quan ha. Chỉ cần bản thân mình lương thiện, cao xanh tự khắc có an bài. Giống như hôm nay nè, cao xanh đã an bài cho những mạnh thường quân đến đây giúp đỡ tụi con. Con ơi chú, mạnh thường quân ở đâu vậy chú? Là tôi. Nãy giờ tôi chỉ đi qua đi lại để coi tình hình của mọi người thôi. Thật ra tôi là mạnh thường quân. Hay quá. Dạ tôi. Thật ra nãy giờ là chú giả xỉn để chú thử lòng tụi con thôi. Chứ chú cũng là một mạnh thường quân. Cái này là mạnh lệ quân á. Lộn. Mạnh thường quân, mạnh thường quân. Dạ, dạ, mạnh thường quân. Vậy là anh là mạnh thường quân. Đúng rồi. Chú là mạnh thường quân. Đúng luôn. Anh. Tao xỉn á. Ơi, vẫn còn vướng một người xỉn trong quán tôi. Còn có. Gì? À, không, ông vẫn làm bảo vệ. Nói chung là bây giờ tất cả các con theo chú về nha. Dạ. Phải chi ở ngoài đời cũng được dạy từ hai biết mấy. Một bước vào liền. Mày điên hả? Làm gì có vụ một bước vào liền. Thì tao ước mơ thôi. Ví dụ mà người ta có giúp mình á, là giúp một phần thôi. Tao cho cái cần câu, ai cho nguyên con cá bao giờ. Thì giùm mày quá. Ê, mà nó nghe nè, mày bữa nay mày đóng vai mấy thằng xỉn đi trang thiệt luôn á, tao cũng thiệt không á. Giỡn vòng. Không, ở đâu hay vậy? Thì tao thổi lửa mấy quán nhậu mà. Tao thấy mấy ổng nhậu sao xỉn sao, tao làm y chang vậy. Hay ghê. Ê, này. Cái vậy? Tao chán chúng mày lắm rồi. Nha. Bắt tao rửa chén 5-6 lần, xếp lau các kiểu luôn. Bắt tao chuyện hoài làm gì? Trời ơi, thì tụi tao gài cho mày rửa mà. Thôi, dọn dẹp đi về đi, ngày mai bán sớm. Dọn. Ê Bảo, hồi nãy mày nói cái câu gì nghe hay lắm luôn á. Tao thích cái câu đó đó. Có phải cái câu là... Hãy hy vọng, đừng bi quan. Ăn gì cũng được, đừng lấy trứng cút. À không ăn trứng cút, tôi có trứng gà. Đúng rồi, ăn trứng gà mới đi. Trứng gà phải bình thường đâu nghe. Trứng gà do con gà đẻ ra chứ không phải mấy con mẹ mà làm. Ê. Làm thịt gà đẻ ra đâu. Em, vậy em ăn trứng gà không? Thôi, trứng gà bự lắm, em ăn không có hết đâu. Rồi. Bye.
chết ngon để. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ đi mình giỏi nha. Trời ơi chị ơi nhanh lên em, nhanh lên lên phà dễ nhanh lên. Anh ơi, em muốn đi qua kia kìa nhưng mà em đi không có được. Sao vậy? Em muốn đi qua bên đó. Mệt em quá luôn á. Trời ơi rồi được chưa? Lẹ đi trễ phà rồi, nhanh lên trễ phà rồi. Anh ơi em nóng quá. Rồi anh quậy. Em lạnh. Rồi nóng quậy nữa, quậy nữa. Rồi lên nha, lên phà. Rồi đi luôn. Đợi. Đó thấy chưa? Tại em dẻo quá, chi giờ phà đi luôn rồi kìa. Tại anh hôn em chứ bộ. Chi cho trễ chuyến phà, lỡ rồi ở lại mua quà giùm em. Mua quà không chị? Trời ơi, mua đồ không bạc hả? Anh, ruột giảm đôi bụng anh. Vậy không có chờ chị. Anh em cô bác qua đây lừa đồ cho con đây bán tùm lum hết tùy theo giá tiền. Xà bông rây tại bánh mì cùng chuột lá xin gom, cái gì cũng bán được hết còn bán tam qua. Ủa bán tam qua là cái gì vậy? Là bán tạp quá đó. Ủa sao nói bán tạp quá đi, không lẽ giờ hát cái gì cũng bán được hết con bán tập quá. Trời quá trễ phà. Chào khách, trễ phà đúng không? Chị đói ăn ủng hộ giùm. Em ăn gì không? Dạ em ăn. Bán gì vậy? Tôi bán trứng. Trứng gì? Bán trứng cút. Em ăn trứng cút không? Hơi trứng cút nhỏ xíu rồi em ăn không có nè. Chị vậy em ăn gì? Em ăn gì cũng được. Rồi bây giờ em ăn gì nè? Em ăn gì cũng được. Ăn cái gì cũng được, đừng lấy trứng cút, đừng lấy trứng gà. Không trứng cút, không trứng gà. Tôi có hột vịt lộn. Hột vịt lộn, ăn hột vịt lộn nha. Hơi hột vịt lộn sát xanh lắm. Chị nha, chị sát xanh nha, đi ra. Qua đây lộn chị nha. Đi ra đây, rồi đi. Đi phà, đâu phải sở thú mà dắt nguyên con thỏ trên đầu. Sao? Tèo, cảm ơn mày nha, mày hạ quả cho tao. Mày thôi anh chị không mua đồ ăn cho bả, thôi mua đĩa giùm em đi, em có phim này hay lắm. Giờ bán đĩa gì vui vui đi. Ý, muốn vui thì coi hài đi. Em coi hài không? Không coi hài đâu, coi hài cười nhiều nhăn hết mặt em. Vậy giờ em coi gì? Em coi gì cũng được. Coi gì cũng được. Tệ. Chị coi gì cũng được. Chị làm gì mệt không? Để em làm cho chị. Chị bán đĩa gì vậy? Phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc có nhiều khóc nhăn mặt vàng sướng. Chị làm đúng không? Thôi mừng quá. Còn đĩa gì nữa chị? Phim Ấn Độ. Phim Ấn Độ có nhiều già chết vô hết phim nhân mặt em. Trời ơi. Gì vậy anh còn trơn? Anh trời đất ơi, dẹo gì đâu mà bực bội. Bây giờ tôi chỉ muốn lên bà về quê thôi. Anh ơi anh bình tĩnh đi, có một loại đĩa rất phù hợp với chị. Đĩa gì? Đĩa bay. Về sao quả sống đi bà nội. Nè em thấy chưa, em dẹo riết mà ai cũng ghét em á. Ram đây đứng đi, đợi phà lên phà về. Hỏi em không muốn đi phà đâu. Sợ đi phà để sáng mai đi cầu luôn. Có gì cầu vậy? Thì mai dẹp phà rồi khánh thành cầu mới rồi đi cầu chơi. Đi cầu hả? Chị ơi chị, cái cầu đó ở đâu vậy chị? Ở bệnh viện tâm thần á. Bệnh viện tâm thần ở đâu vậy anh? 192 Hàm Tử. Ở 192 Hàm Tử. Em muốn đi 192 Hàm Tử. Xe tới rồi, em đi nha. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Tôi mới rước con ghệ tôi từ trong đó ra, bây giờ mấy người làm nó khứ hồi chổng lại rồi kìa. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Rồi nó đi về nơi chôn nhau cắt rốn của nó rồi. Mày cứ vậy luôn mà không lo bán đi nha, ở đó mà chặt chém khách hàng không à. Gọi chặt chém gì, bộ tôi chửi tôi không biết mệt hả? Sáng sớm chưa nhét vô bụng đó, bụng gần chết đây nè. Chưa ăn hả? Chưa. Ê, mở hàng giùm chị em bán hàng rồi. Mở hàng hả? Ừ. Này bán gì? Này tao bán trứng. Bán trứng gì? Trứng gì cũng có. Trứng gì cũng có. Trứng gì cũng có. Bán cái chứng minh nhân dân đi. Thiệt á, chị em muốn bán với nhau mà sao mày cứ ghẹo tụi tao hoài vậy? Ủa phải ghẹo chứ. Bạn biết nay là cái ngày cuối cùng bến phà này hoạt động rồi,
ghẹo cho có chuyện để nói cho vui. Nè, mai mốt có chỗ khoác bán rồi đó nha, không nghe tôi chửi nữa, lúc đó buồn gán chịu quá. Ôi trời, có qua nó lợi mười mấy năm bán đây, mà giờ tự nhiên cái phà mình nó dẹp, cái mày mốt không có gặp nhau nữa, chắc nhớ chết luôn hả mày. Ê, tặng mày nè. Gì ạ? Tặng mày nè. Tiền đưa bịch trứng gì vậy? Thì ngày kỷ niệm tao tặng tụi bay bịch trứng ăn làm kỷ niệm. Vậy thôi tụi không ăn đâu. Sao vậy? Đầy ấp. Ấp chi? Ấp nở răng chục chim cút có bản mặt giống bà nhìn đỡ nhớ. Ghẹo hoài à, mệt ghê. Ê, nè, mua con gặp á, tao nhớ cái giọng chuỗi của nó mày. Thì à, trời đất ơi, bà nghĩ sao vậy? Tôi bắt đĩa mà bà lo gì, không có nhớ giọng chuỗi nó hả? Ở trên Sài Gòn á, có cái thằng thánh chuỗi Minh Dự. Chuỗi y chang nó luôn. Ờ, không tin rồi mày ơi, thằng kia làm sao chuỗi là ngọt như thằng này. Không, để tôi mở cho bà nghe. Nè, xấu cái gì mà xấu nát, nhà thờ, xấu dơ, bệnh viện, xấu niện, bi tết cô, xấu solo, không có thủ là ông đó. Mặc đủ xấu âm trì địa ngục này nè. Bắt cả đường mày ở nè, trời không đánh thanh, không đâm mưa, không đâm chết đuối. Bán tao một đĩa mày. Âm trì địa ngục, xấu lục đục da can, xấu tiêu tan. Hai bà này khùng dễ sợ. Ê, ngày cuối rồi, gán bắt cho hết nha không? Bà ghi đăng tâm tay của trường đó. Gì gì? Mà tao me cái thằng này từ sáng tới giờ nha. Ờ. Nó đi qua đi lại, nó tới phà mà nó không có qua bên sông. Đó, coi chừng bữa nay bữa cuối nó vô đây nó móc túi nó kiếm vốn làm ăn. Mày coi chừng nó nghe chưa? Mà sao bây? Nó dụ bà chứ dụ được ai? Tao lo cho mày á đó, mày lo. Chơi nhảy audition hả? Gì vậy bà nội? Mà thấy đang làm nữa nè má ơi. Có sao không anh? Tôi không có sao. Tôi đang kiếm một thứ rất là quan trọng. Kiếm cái gì? Cái bóp. Mất ở đâu mà kiếm? Tôi nhớ rõ ràng khi mà tôi đặt chân tới bến phà, tôi bước vô tôi ăn cháo đó bá. Ăn cái phải ăn cái gì đây nè? Tao quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn mày à, tao ăn mày à. Ăn cái gì là ăn bún bò. Bún bò của bà Tư Điệu. À đúng rồi. Bún bò đây. Đúng rồi đây nè. Phải rồi, phải rồi. Tôi tới quán bún bò thì tôi thì à. Rồi mất cái bóp. Không, chưa có mất cái bóp. Sau đó tôi mới chợt nhớ là tôi thèm phở, tôi qua tiệm phở. Phở của bà Bảy Già. Đúng rồi, Bảy Già. Phở đây. Bà bán phở đây. Đúng rồi đây nè. Đúng rồi, bà bán phở, tôi mới tới tiệm phở thì à. Rồi mất cái bóp. Mày khoái tao mất bóp lắm hả? Chưa có mất cái bóp, sau đó thèm bún riêu, đang ăn bún riêu. Nhớ rõ ràng là ăn bún riêu xong có trả tiền, bóp vẫn còn. Ăn bún riêu xong bóp vẫn còn. Phải. Rồi sao nữa? Sau đó tôi mới đi một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Lúc đó đi con mình nè. Khoan, lúc đó có mặt trời không? Có mặt trời. Em sẽ làm cái bóng của anh. Cái bóng à? Anh làm cái gì em làm cái đó. Hay quá, bóng ơi đi theo thôi. Tới đây sẽ phát hiện anh mất cái bóp. Trong bóp anh còn nhiều tiền không? Ráng nhớ kỹ coi. Em nhắc anh mới nhớ. Trong bóp anh có nhiều tiền lắm. Anh bóp anh rất là nhiều tiền, anh sợ lắm chứ bộ. Kiểm tra coi. Gì vậy anh bỏ ở trong cái ba lô nè. Sao mày lại ở trong cái ba lô? Tưởng tưởng mà. Đó nè, có bóp rồi đó, đi phà giùm tôi cái đi. Không, anh còn mất một thứ quan trọng hơn cái bóp này nữa. Thứ gì nữa? Cái đó là cái gì, nó có hai cái mà nó dính vô cái người con gái đây nè. Đây nè. Bánh bay à. Chứ cái gì? Không phải, nó dính ở trên đầu nè. À, cái kẹp đúng không? Cái kẹp? Ờ, đúng rồi, cái kẹp. Hey, sao biết cái đó cái kẹp? Anh mới nói. Cái kẹp. Anh nhớ cái kẹp nó màu gì đây nè, nó màu gì à, nè? Có màu đỏ nè. Không phải, nó màu đục đục. Màu đục đục, màu đen đục đục. Không phải màu đen đục đục, sao kiếm nó đục lắm. Đục đục, màu tím tím. Không phải màu tím, nó đục đục đi nè. Còn cái màu vàng nè. À, màu vàng nè. Màu vàng mà đục. Hả, nó cái màu vàng, nó còn liên quan tới cái màu vàng, hiểu không? Thì nó đục vàng. Đục vàng. Ê, vậy đúng rồi cái thứ này nè. Vậy cái này của anh hả? Cái này của anh. Của anh chứ không phải em đưa cho anh. Không phải em đưa cho anh. Không phải em đưa cho anh. Không phải. Lỗ 3.000 hả? À không, có
ý giờ kiếm được cái kẹp ở đó về quê tặng người yêu gì đi. Ờ nhưng mà anh sợ tặng người yêu không nhận quá. Không chấp nhận đâu. Chứ bây giờ phải làm sao? Tặng đồ em bán mới chấp nhận. Mà em bán, em bán gì? Nè đủ thứ trơn, bông trái tay rồi xin gom, dầu thơm, bánh mì, chùi son luôn có luôn. À, vậy bây giờ mình gặp người yêu mình á, mình phải tặng gì em hả? Tặng người yêu. Ừ. Tặng bịch bông trái tay. Em bị điên à? Sao tự nhiên tặng bông trái tay? Trộn nghe ta nói hả? Con gái mà hẹn con trai thế nào phải có trái tay bên mình. Ủa có luôn hả? Có luôn. Anh không có tin đâu. Không tin giờ cầm đi. Cầm hả? Làm thử nha. Làm thử sao? Mình hẹn hò đi. Hẹn hò hả? Em làm bạn gái của anh. Ở cái đó khó nha. Có gì đâu khó. Được không? Được hết. Bạn gái anh tên gì? Bé anh tên là Chi. Rồi em sẽ là Chi. Hẹn hò. Hẹn hò đúng rồi. Chi à, sau năm 43 bây giờ anh mới có dịp trở về quê thăm em. Anh nhớ em lắm Chi ơi. Anh nhớ em lắm. Anh có mua quà tặng em đây Chi ơi. Chi ơi là Chi. Chắc chắn rồi. Sao vậy anh? Em là em làm Phương Mỹ Chi. Còn người yêu anh là người e. Người yêu anh tên là Hoa Chi Chi. Là Chi Hoa Hoa đó hả? Đừng có nói nữa. Tôi nói thôi. Được rồi. Em sẽ cố gắng thay đổi ngoại hình lần hai. Nhớ nha. Hẹn hò. Chi ơi, sau năm 43 trên Sài Gòn, bây giờ anh có cơ hội trở về quê thăm em. Anh nhớ em nhiều lắm Chi ơi. Anh muốn gặp em. Anh muốn gặp em. Chi ơi là Chi. Ơi là Chi. Em đâu rồi Chi ơi? Cái gì? Thí chủ. Thí chủ. Tặng cái gì cho Bần Ni? Tính tặng Bần Ni cái kẹp. Mà không biết nó kẹp ở đâu. Chắc mai mốt tặng bút lông quá. Uống chi vậy? Vẽ cho có tóc để có cái để kẹp. Ủa chết cha anh vậy nữa anh. Em sai rồi. Không, bảo đảm lần cuối làm đàng hoàng đúng tên Chi người yêu luôn. Đúng đàng hoàng nghe chưa? Hẹn hò. Hẹn hò đi. Chi ơi là Chi. Bây giờ anh trở về quê thăm em 3 lần rồi Chi ơi. Bây giờ em ráng cho anh gặp mặt cái nhà Chi. Chi ơi là Chi. Chi ơi là Chi mà. Giống chưa? Đúng đây nè. Chi cái nét mỏi mỏi đi nè. Rồi xuống đây đi. Anh trên Sài Gòn mới về á hả? Anh trên Sài Gòn mới về. Nhớ em không? Anh nhớ em muốn trẻo, muốn trẻo, muốn trẻo luôn. Anh nhớ em quá trời quá đất luôn. Anh về tìm em mà không có thấy em đi đâu vậy? Em đi nối tóc á. Mắc mơ gì đi nối tóc vậy? Tại nãy hả, cạo đầu giả làm lan vậy nó tóc có được như vậy nè. Có tóc rồi kẹp đi. Chi ơi, anh... anh muốn cưới em. Anh này, tiện nay nói mấy lời ngọt ngào nhiều chi dữ vậy? Thì anh muốn rót mật vào tai em á. Rót mật vào tai em á hả? À chết cha, mật tràn lỗ tai, điếc lỗ tai, điếc lỗ tai luôn anh ơi. Làm sao đây, phải làm sao? Có cái gì không? Điếc lỗ tai, điếc lỗ tai nè. Có bông ra cái tai à. Móc móc ra liền. Móc ra liền hả? Làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì mới được? Làm cái gì? Rồi sao? Hết điếc lỗ tai rồi nè anh ơi. Hết điếc rồi. Đó là do gì sao? Đàn bà con gái hẹn hò con trai cần có trái tai bên mình. Sao em hay quá vậy? Dạ. Thí dụ trái tay vậy, thí dụ mà tặng cái khác có được không? Được luôn. Tặng nhiều cái để tặng lắm. Mình tặng xin gom. Em điên quá, tặng xin gom mà bạn ai gần gái giận đó. Không, giận mới cần xin gom đó. Không được đâu. Ông nghe ông bà ta nói hả? Đứa nào mà cãi lộn tùm lum ăn vô một cục xin gom là nín liền. Ủa cái thơ nó đạn hậu vậy sợ biết không? Đâu, miễn có giận nghe lọt lỗ tai là được anh à. Rồi thử nha. Thử đi, bây giờ mình giờ mình làm bạn gái anh cầm đi nè đó. Cầm. Hẹn hò đặng bác bạn gái nha. Giận.
Anh đi đâu mới về? Anh đi từ Sài Gòn mới về. Sài Gòn mới về phải không? Đúng rồi. Có người yêu rồi phải không? Không phải, người ta yêu anh chứ anh không yêu người ta. Tôi không tin anh, mình chia tay đi. Em à đứng lại đi đã, khoan giận hờn bỏ đi đã, ăn miếng xương cơm đi. Một cục phải đó. Một cục thôi, ăn đúng một cục thôi. Em là con đàn bạc điên. Em là con đàn bạc điên. Em là con đàn bạc điên. Em phải yêu anh. Yêu anh hả? Yêu anh đến suốt cuộc đời mà không được chia tay. Em không chia tay. Em phải yêu anh. Em yêu anh. Em phải yêu anh. Anh yêu em. Đó là vì sao? Đó là sao? Làm lại à. Em phải yêu anh. Anh yêu em. Đó là lý do vì sao đàn bà con gái dị hợn cần có xinh gơm bên mình. Hả? Em bộ. Anh muốn dối trí với em luôn. Dối trí đâu? Rồi được, cái đó hay đó em ơi. Ủa em, ủa là cái gì cũng làm thơ được luôn á hả? Mỗi cái là một câu thơ. Ví dụ chai dầu thơm. Dầu thơm này hả? Ai mà đòi núi lùng bùng, xin vô một miếng nó chập trùng lại ngay. Ê, còn bánh mì thì sao hả? Bánh mì này hả? À bánh mì à, bánh mì à, ai mà lỡ có hai phay cắn vào một miếng thành chai thẳng liền. Ôi, sao anh chế được mấy con này hay vậy? Ủa làm như bán đây vậy trời. Đoán này phải không? Em trai à? Dạ. Cho anh hỏi là cái bến phà này nè, ngày nào nó cũng chạy qua chạy lại 20 chuyến có đúng không? Đúng rồi, đúng 20 chuyến mỗi ngày qua lại. Rồi à, em bán như vậy á là em ngủ cao lắm là 4 tiếng thôi đúng không? Trời, ngủ lố nữa, bán cho ai khách về hết trơn. Rồi à, ngày lễ Tết á, em trực ở đây cái bến phà này 24/24 có đúng không? Đúng rồi, mấy ngày đó khách đông lắm anh, phải bán kiếm lời chứ. Ê, còn ngày 30 Tết á, cái đêm 30 Tết á, là em đứng ở bến phà này, em nhìn qua bên kia sông xem bắn pháo bông có đúng không? Dạ, buồn lắm á. Ủa mà sao anh biết tâm trạng của em mấy ngày đó hay vậy? Bởi vì cách đây 15 năm, anh cũng là người bán tạp hóa ngay tại chỗ này. Bán ở đây. Ngày trước nhà anh ở bên kia sông kìa. Sáng sáng cái anh bắt một chuyến phà tới đây để anh bán. Anh nhớ lúc đó anh 10 tuổi. Rồi anh bám trụ với nghề bán tạp hóa được 8 năm. Sau đó năm 18 anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Vậy là bao nhiêu năm nay anh ở trên Sài Gòn á hả? Không phải, anh ở Sài Gòn chứ 1-2 năm thôi. Rồi anh hợp tác lao động ở bên Nhật á. Bao nhiêu năm bôn ba nơi đất người. Bây giờ anh mới có cơ hội trở về thăm quê hương mình. May mắn sao anh lại là người đi chuyến phà cuối cùng này. À, em trai à? Dạ. À, mai mốt á, bến phà nó dẹp rồi, ta xây cầu lên em sống sao? Có sao đâu. Cái nghề bán hàng rong của em mà, không bán chỗ này thì bán chỗ khác. Chợ khu dân sinh thiếu gì chỗ bán. Tại bữa nay em cố tình bán thiệt là chậm á, để em được nhìn thấy chuyến phà cuối cùng nó chạy. Chứ may là hết thấy, hết được nghe rồi. Anh kiếm gì vậy? Anh muốn tặng quà cho em. Nhìn mặt nó vui quá ha. Ừ, anh cười dễ thương quá. Ủa mà anh tặng này cho em chi vậy? Cái con mèo này nè, bên Nhật á, là một cái niềm may mắn. Anh muốn tặng cho em để chúc em mua mai bán đất. Ủa mà sao anh tặng cho em? Anh muốn nói lời cảm ơn em. Cảm ơn dễ vậy? Bởi vì khi tiếp xúc với em, anh mới thấy được hình ảnh của anh ngày xưa. Em giúp cho anh tìm lại và sống lại với những kỷ niệm mà anh không bao giờ quên được. Tới rồi kìa, chuyến cuối cùng rồi đó. Anh đi đi, không có trễ. Ừ, vậy thôi anh đi nha. Hẹn gặp em. Anh ơi. Hả? Đợi em xíu. Có chuyện gì? Anh lấy cái này đi. Thôi của em bán mà em đưa anh sao được. Anh tặng quà cho em. Em cũng phải tặng quà lại cho anh chứ. Nhưng mà em đưa cho anh rồi sao em bán? Còn có mấy món à. Mai em bán cái khác rồi. Anh lấy này đi, lên phà bán cho khách cho trển. Đúng như anh nói á, anh sẽ sống là những kỷ niệm hồi trước của anh.
anh nhận đi cho em vui. Trời ơi, cái buổi cuối lại gãy pha rồi. Ai bánh mì dầu thơm kèn chải đánh răng ư? Bánh mì dầu thơm bàn chải đánh răng, mua ủng hộ ảnh đi mọi người á. Ai bánh mì dầu thơm bàn chải đánh răng ư? Bánh mì dầu thơm bàn chải đánh răng, mua ủng hộ đi mọi người á. Ai bánh mì dầu thơm bàn chải đánh răng ư? Ngày xưa, ngày xưa, có một nàng công chúa sắc đẹp tuyệt trần, da của nàng trắng như tuyết, môi nàng đỏ như son, mái tóc bồng bềnh, có thể nói nàng đẹp như tiên giáng trần. Nàng công chúa có tính tình hiền dịu dễ thương, và đặc biệt có nụ cười làm say đắm lòng người. Trời ơi, biết cái ta cười lọt đó. Nhưng nàng không biết một mối nguy hiểm đang rình rập. Đẹp quá. Ông bột phải không? Tao không phải là bột, ta là kẻ bắt cóc. Mày khùng vừa vừa thôi, cái tướng mày vậy mà bắt cóc là dí sao mày chạy? Ủa sao chạy được mà? Mày cho giả bộ mày chạy coi nè. Mày có bắt cóc được chưa? Trời đất ơi, chạy vậy đó mày sao bắt cóc ai? Thôi mà tin tao đi, ta là kẻ bắt cóc thiệt đó. Bột. Bắt cóc. Bụt mà. Dạ, đây mới là bụt nè chị hai. Ủa, vậy bắt cóc thiệt á hả? Đúng vậy. Trời chết ta rồi. Ta sẽ kiếm một người trợ lý với năng lực siêu nhiên. Trợ lý đâu? Dạ. Cao. Bao cao. Bao cao. Ê. Bao cao. Bắt cóc hả? À, bắt cóc á. Ở chừng nào bắt được tao? Bao cao. Rồi khổ ghê không nè, nó nghe nè, tâm sự mỏng chút xíu nè. Giờ muốn bắt đúng không? Bắt xong đi đâu nè? Chỉ đường, qua bển không? Rồi leo lưng tôi. Đi. Vậy chó lẹ. Công chúa ơi, cảm ơn đã giúp một tay nha. Và thế là cuộc bắt cóc đã thành công mỹ mãn. Wow, thông minh. Và sau đó, nhà vua đã kêu gọi các anh hùng giải cứu công chúa. Và đáp lại lời kêu gọi đó, một anh hùng đã xuất hiện. Và người anh hùng đó là ai? Là ai? Đó chính là anh hùng Mario. Kim, hai nắm cũng công chúa. Đội tường, đội bể tường á. Trời ơi! Đừng phá hoại thiên nhiên. Mạng thứ hai,
Mày bấm cho đủ tiền hay gì hả? Nhảy cái bấm vô cố nhảy rồi chết hay gì? Ủa vậy là chết rồi hả? Tào lao cái game tào lao chơi nãy giờ luôn. Mạng thứ hai, bài học rút ra, tham thì thăm. Mạng thứ ba, bắt đầu. Ăn tiền mới chết á. Ủa tao nhảy trên bục mà sao tao chết vậy? Chừng nào tao nhảy xuống đây tao mới chết là thằng khùng. Một ví dụ rất sinh động và rất ngu dốt. Bạn thứ tư bắt đầu. Ta thoát được. Tên quái vật rồi. Thoát được rồi. Ta sẽ về với vua cha của ta. Có ai cứu ta không? Ta đây. Quá nhiên không sai. Con quái vật mày chết đi. Ủa tôi giết con quái vật mà sao không thua vậy? Ê mày khùng hả? Tao công chúa hả? Tao một hai tao khó khăn tao vượt đừng quái vật ra mà giết tao lần hai hả mày? Đáng lẽ mày cứu tao mày được 200 triệu đó. Nhưng mày giết tao mày chơi từ đầu từ đêm chào sân đi con. Sau những lần vấp ngã, cứ ngỡ anh ta đã không còn mạng để chơi. Nhưng anh ta đã có một may mắn, đó chính là ngôi sao bất tử. Mỹ Nhân ơi, Mỹ Nhân, đến đây với ta, Mỹ Nhân, Mỹ Nhân, ôi, ta sai trời đất cũng sai, ta sai tình hay sai rượu, Mỹ Nhân ơi, đến với ta đây, Mỹ Nhân, Mỹ Nhân ơi, Mỹ Nhân, tại sao vậy, tại sao? Không lựa chọn những người con gái đẹp khác mà nhất định phải là ta. Nàng ơi, nàng không thấy sao? Chúng ta có tướng phu thê đó. Làm sao? Hàm răng của nàng rất giống hàm răng của ta. Mỹ Nhân ơi, đến với ta đi. Dừng lại. Ai đó? Ta là Mariko. Đến đây để giải cứu cho công chúa đây. Đúng rồi, tráng sĩ làm ơn cứu thiếp đi tráng sĩ, cứu khỏi khủng long đi tráng sĩ, tráng sĩ ơi, tráng sĩ. Xấu thì tập cái tính bớt nói. Tôi mà biết sao bà xấu vậy tôi không có cứu bà đâu bà nội. Lỡ tay đây cứu bà về đó, làm ơn đi vô nguyên nấp đi. Tôi về khủng long xong tôi cứu bà về. Ở đây nè. Bây giờ con khủng long kia, ngươi chịu thả công chúa ra không? Ê, tên Mariko kia, ngươi ngoài mấy cái trò ăn nấm độn thổ gì đó, ngươi còn có biệt tài nào không mà dám cứu công chúa hả? Tất nhiên ta đến đây là ta đã có vũ khí bí mật của mình. Vũ khí gì? I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have a Peppa.
thường. Hãy coi sức mạnh của khủng long Tony. Khủng long biến hình. Cưng quá à. Nghĩ đi mấy đứa. Đủ 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 nhiêu rồi, muốn nhiêu đủ tiền rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ 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 đi. Vụ này làm sao chú? À tụi tôi làm lân sư động ở bên Phú Thọ Đường. Ủa vô đây múa làm gì vậy? Biến hình. Con khủng long nó hợp đồng kêu qua đây múa, kêu qua múa nè. Mà nó cho keo kẹt quá, đâu coi cho con trăm mấy rồi múa 2-3 phút rồi về. Không sao đâu. Vui vui không? Sợ muốn chết luôn à? Vui vẻ vui vẻ. Nè, rồi đi kia. Tao đợi mày cứu nhà, tao đói meo răng rồi đó, giờ tao có cơm con tao uống. Mày là cái con tào lao nhất mà tao từng biết. Thầy ơi. Mày giỡn mặt với tao hả mày hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày mày mướn vũ đòn hả? Mày mướn vũ đòn của tao hả? Tao giết mày luôn. Hôm nay tao sẽ giết quái vật, lột da mày, cứu công chúa. Giỡn đi. Ê chịu thua. Hay quá. Thành ơi, con giỏi quá. Con giết được Trùm rồi, con phá băng rồi. Giỏi quá Thành ơi. Con giết được Trùm, con phá băng. Con chúa luôn rồi. Đúng rồi. Xong rồi. Về với mẹ, mẹ chờ. Thành. Con nghe bà nói nè. Bây giờ á, con về nhà, con tắm rửa, nghỉ ngơi ha. Rồi, để sáng mai đi bà dẫn con đi gặp mẹ. Thôi, đi gặp mẹ liền, mẹ kiếm. Nghe bà nói đi mà. Sao bà hứa ngày mai mà con nói bữa nay đi gặp mẹ mà. Bà hứa lần này là thiệt mà, ha ha. Ngoan thôi. Dạ, con nói đi kiếm mẹ đi ra đi. Thành, sao bữa nay là vậy hả? Bà nói không nghe lời hả? Đi về, không có gặp mẹ gì hết. Đi về. Đi về. Đi về. Tôi gặp mẹ mà. Bà nói nghe không? Gặp mẹ. Về. Gặp mẹ. Mẹ chết rồi còn đâu mà gặp. Nó bậy. Bữa chơi em, mẹ gọi con, mẹ nói đi kiếm con. Con nói chơi phá băng không về. Con chơi cuốn chuối không về. À, mẹ đang chờ con, mẹ chết rồi nào. Thành ơi, bà đang nỉ con. Thành ơi, đi về con. Thôi. Thành à. Con đi tìm mẹ mà. Thành ơi, chờ ba. Thành ơi. Trời ơi, mấy bữa nay mẹ đi kiếm con đi đâu mà mấy ngày nay con không chịu về nhà vậy hả Thành? Trời ơi, mẹ nghe
nè, con chơi game em phá bao bà của con chúa xong về liền nha. Bây giờ con đang ở đâu? Con nói đi, mẹ qua mẹ đón con liền nè. Thôi thôi mà mệt quá chơi xứ gì mà. Sao kệ nè 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 giống bà đó mình ơi thì có không 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 kệ lên là nghe ngóng sớm dưới làng trên cái số hỏng trong nó chuyện bao đông bao đông bao đông bao đông nhiều chuyện vừa thôi nè bà mới là nhiều chuyện á bán rau gì đâu hả thuốc sâu rồi tùm lum hết rồi bà vợ nó chiếu giỡn nè cái gì bán chiếu giỡn nè không hề nghe chiếu giỡn cái gì còn theo của bà đi bớt bớt giùm cái chợ thì không ai nhiều chuyện bằng tôi đâu có cái chuyện này hú hồn nè muốn nghe không chuyện gì vậy chuyện là như vậy nghe vẻ nghe che nghe dè con sáu hôm qua bạn cháu bị té u đầu thằng chồng u sầu mà chở lên trạm xá con mẹ bán cá ở đó bả nghe cái tướng mà tè le mà chạy đi khắp xóm cái tướng đã ốm mà nhiều chuyện vô biên cái thứ vô duyên em đây ghét lắm em đây có tâm mà nó đồn là ở dơ con quỷ này bơ đơ nó đồn là trai thẳng chuyện gì có sẵn thì kể lại thôi chứ kể lôi thôi em đây rối trí cái mà rối trí nhiều chuyện vừa chưa hả nhiều chuyện là mà nhiều chuyện tôi chỉ muốn mấy người vui thôi mà mấy người không vui hả không có vui muốn vui hả chết rồi anh chàng lớn trời ơi anh chàng lớn tới rồi chạy đi anh chàng lớn tới rồi đứa muốn vui thì có vui chết rồi làm cho vui đi dạ trời ơi chạy đi bà con ơi chạy đi anh chàng lớn tới rồi chạy đi chạy hết đi chạy đi đi đâu mà vội mà vàng mà dắp phải đá mà hoàng phải tôi thằng kia đừng có tào lao nếu không tao tán rớt luôn cái mục rồi tao tán cho sấp mặt luôn tao tán cho sấp mặt luôn cái vũ đoàn nào múa nền làm lên bền luôn múa chính ta nói múa chính phải lính quýnh cái dàn múa nền này vỗ tay với dàn múa nền đó đủ rồi tụi bay lộn xộn quá tụi bay đâu dạ ghế đi anh Càng bây giờ tụi bay còn chần chờ gì nữa làm dạ kéo kéo mày hay quá mở nhạc cho người ta hát mà mở nhanh kiểu này ai hát đâu kiểu mày có khùng không mở lại tao hỏi mày có khùng không dạ không tao nói làm đây là kêu hai anh em tao làm kêu mày làm à ai biết đâu xem ở đợi em lau nhà để em quen im tụi bay dạ làm dạ quý kéo kéo khùng mày tụi bay điên à tụi bay giỡn mặt với tao à thu tiền dạ em không có tiền mà trời ơi không có tiền bên đây cũng không có luôn nói chung bây giờ không có tiền cũng không sao vậy thì tao sẽ lập phiên tòa xét xử tại đây trời ơi trời tòa hả phiên tòa đòi tiền xin phép được bắt đầu trời ơi trời ơi tụi bay dạ
dành móng ngựa. Đại ca, tụi em giành được rồi. Cái gì? Móng ngựa. Trời. Đại ca. Tại sao tụi mày có thể ngu như vậy được chứ? Hay quá. Mày giỡn mặt với tao hả? Kéo kéo. Tao nói tụi bay nghe nè. Tại sao? Tại sao vậy hả chú ôn chú ngục? Tại sao tụi bay có thể ngu như vậy được chứ? Cái tên nói lên tất cả. Nói chung bây giờ chúng ta dẹp hết phiên tòa. Dẹp luôn móng ngựa. Dạ anh ăn móng heo không? Gân hay giò? Tao cuốn chả giò bà bây giờ. Đi vô. Đưa sổ sách cho tao. Dạ. Bây giờ có sổ sách đây rồi. Thì bây giờ tao đọc tên ai thì người đó ra đây đưa tiền cho tao. Phiên tòa đòi tiền xin phép được bắt đầu. Xin mời bị cáo thứ nhất. Bà hay néo bán heo nái. Bước ra. Bà ta đua. Là cái gì? Buông tôi ra. Trời má nó nghe nè. Nãy giờ không ai trói má luôn á. À trời cói. Cái gì? Bà nói gì vậy? Cởi trói. Ai công nhận cái trí tương tự bà phong phú ghê ha. Anh có khen. Rồi tiền tôi đâu? Tiền gì anh? Tiền tôi qua đây thu hàng ngày đó. Anh ơi, quê của em khô cằn lắm. Ở đó chỉ có chó ăn đá, gà ăn sỏi. Rồi em ăn gì? Em ăn hai tụi nó. Trời ơi. Em ơi. Dạ. Rồi tiền anh đâu? Em không có tiền. Em không có tiền. Dạ. Vậy anh ăn em luôn nha. Anh ăn em hả? Thôi đi má. Tôi hỏi tiền đâu? Em không có tiền. Bắt nó lại. Đừng. Tiền mà đâu? Tiền mà đâu? Ủa bay. Phía sau một cô gái. Dạ. Đằng sau quay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ giặt áo cho người xem lưng. Nói không có tiền vậy đây là cái gì? Hả? Bà không nói nhiều nữa. Úp mặt vô tường. Áo Hường bước ra. Hả? Dạ có Hường. Cố lên. Mạnh mẽ lên. Cố lên. Chiều bán tráng. Tràng bán chiếu. Dạ. Tiền tao đâu? Dạ anh ơi, sáng giờ em bán ế quá không có tiền. Không mấy anh mua chiếu của em về đắp đỡ đi anh. Nó nghe có cầm thêm nải chuối không? Cái đó cũng được nữa. Mày điên rồi hả? Tao dạ. Nhét chuối vào họng mày bây giờ mày chù tao hả? Dạ không có. Bây giờ tao hỏi tiền tao đâu? Dạ không có tiền. Em khổ lắm. Em nói thiệt với mọi người là em không có tiền. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Không tiền. Không tiền. Không tiền chứ vậy đây là cái gì? Hả? Em hát trong tay không tiền nhưng mà dưới chân em có vàng. Nó nói đúng rồi. Bây giờ mày trả treo tao đúng không? Tụi bay. Anh ơi. Anh ơi. Đi. Đất cái quần em thiệt rồi. Rồi ta không có tiền làm rách quần người ta nữa. Im đi. Áo Hường giao hàng. Áo vàng bước ra. Trời ơi. Cô lên áo vàng. Chào em. Dạ chào anh. Tiền anh đâu? Dạ em cũng đâu có tiền đâu anh. Ủa em bán gì mà không có tiền? Dạ em bán râm. Rồi sáng giờ có ai ủng hộ em chưa? Dạ chưa, ế lắm anh ơi. Không ai, anh mở hàng giùm em nha anh. Không, tiền em anh không dám ủng hộ đâu. Kìa cô bé, em bị bệnh gì hả? Dạ không anh, em khỏe lắm. Em khẳng định với anh một điều là em không có bệnh. Vì ham mê giàu sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tâm tối. Em đã mang căn bệnh thế kỷ. Trời ơi. Hình như có một sự hiểu lầm ở đây. Quỷ heo kéo. Trời đất ơi em ơi. Em mắc căn bệnh thế kỷ mà em nói không bệnh gì hết. Dạ đâu có đâu anh, hiểu lầm á, quỷ kẹo kéo nó hại em á. Đã xấu mà còn sao? Đã si đa xong vai hiến máu. Si đa kéo. Ủa em không si đa vậy em bệnh gì? Dạ em bệnh ho gà. Trời ơi, rồi tiền anh đâu? Dạ sáng giờ lo ho không mà có bán đâu có tiền anh. Thôi anh thiết nghĩ em không cần bán nữa đâu. Em về uống thuốc giùm anh đi. Không cái đó em ho giả bộ á. Em ho giả bộ à, em giỡn mặt với anh à. Bây giờ em không có tiền thì anh sẽ lấy râm của em. Không được lấy râm của em. Trời ơi, đừng trả râm đi người ta nha. Trả râm đi. Cuối cùng tao cũng lấy được bịch rau râm.
Ở đâu có rau răm thì ở đó có chân. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, hay quá. Trời ơi, trời chú bé ơi, chú bé diễn thật là minh họa. Ở trong kia trứng đang đây lộn. Một đứa con nít 3 tuổi cũng biết bé bán trứng lộn. Em đâu có lộn, cái đó em gọi là xanh tô đó anh. Ủa vậy em bán gì? Dạ em xanh tô ra đây để em bán hàm răng hô. Hả? Trời, nó nghe nè, nó nghe. Dạ. Hết chuyện ở vô chợ này bán răng hô, ai mua cha? Minh Dữ. Sáu âm chì địa ngục, sáu lục đục gia can, sáu tiêu tan lịch sử, sáu không kiên cử ngày giờ, sáu bơ phờ thành thị, sáu miệt thị. Thôi, Dữ ơi, để sức lát thi em nha. Rồi quá trang đi. Ừ, nói nghe nè. Dạ. Em ở đâu đến đây vậy? Dạ em bán ở chợ bên kia anh. Trời, em bán chợ bên kia mà em không chịu ở bên đó, em qua đây một hồi anh thu tiền em luôn đó. Dạ em xin lỗi anh, để em về bên đó lại kẹo kéo nhát. Quay hay quá, trời ơi hay quá, trời ơi. Ấy dạ, nhau lộn đã về. Tấu hề bước lên. Chào em. Dạ chào em anh. Là dạ khoan. Dạ anh nói cái ta hết bất ngờ, em sẽ tự giới thiệu. Dạ anh thiệu với bà con tiểu thương, giới thiệu mọi người. Em tên là anh Thơ Khùng. À, Thơ Khùng bán gì? Dạ em bán khung thờ nè. Rồi tiền anh đâu? Dạ em không có tiền, em chỉ có chiếc khung thờ bé bé xinh xinh này tặng anh thôi. Dạ em là Thơ Khùng, xin đại diện tiểu thương chợ tình. Tình ở đây không phải là chợ tình Sa Pa, cũng không phải là tình cha, tình mẹ, tình anh bán chiếu, mà là tình thương của mọi người với mọi người. Ngày hôm nay tiễn đưa anh kèn lớn. Ông bà ta có câu: thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng bịch tiền đô. Em đã có tiền đô rồi, bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải cho lại. Em không có gì hơn ngoài nụ hôn nồng cháy tặng anh nơi chính suối. Thôi kìa. Thôi. Đại ca Giao Khùng. Thơ Khùng. Hùng đi. Em khùng nhưng em rất là khó, phải có nhạc em mới hùng nhạc. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu gì sao không khép bao giờ. Để em khép cho. Ôi, thật ghê quá. Nói nghe Thơ Khùng. Dạ. Nói phải khen chứ sáng ăn gì thúi vậy? Dạ bún mắm đó anh. Anh ăn gì mà hôi vậy? À bún đậu mắm tôm. Thật ghê quá. Thôi được rồi, đi về đi. Ê, tụi bay, trả khung thời cho nó. Dạ, khung thời cho nó. Dạ, trả khung thời cho em. Dạ, em đi về. Ê, khùng mới khùng. Dạ. Em khùng mà em khôn quá vậy. Dạ, khôn gì anh? À, tiền anh đâu? Dạ, em quên. Nhạc cho vô cái coi. Anh nè, đây là chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, mong anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây danh phận có lỡ làng, xin chớ phụ phàng người em gái nhỏ. Em đi nha. Khoan. Dạ. Tiền anh đây rồi, còn tiền em đâu? Em không có tiền. Em không có tiền à? Dạ. Ê, tụi nó nói nó không có tiền rồi tao quay. Hốt cái khung thờ của nó. Khoan. Anh ơi, tuy em không có tiền nhưng mà thằng em của em có. Thằng em của em là ai? Dạ thằng em của em nó thấy ghê lắm, nó kinh doanh lớn lắm. Nó ở đâu? Để em kêu nó ra. Masubilami. Hupa. Ôi. Anh chào em. Dạ em chào anh. Em tên gì? Dạ em tên Thanh. À Thanh à, vậy là em tên là Sĩ Thanh. Dạ không phải. À không phải Sĩ Thanh. À vậy là Phương Thanh. Dạ không phải. Cái này chắc chắn đúng luôn nè. Hồng Thanh. Không phải mà. Ủa chứ em Thanh gì? Dạ em tên là Thanh Khùng. Thanh Khùng bán gì? Dạ em bán khung thành. Yo Ale ale ale. Yo Ale ale ale. Yo Ale ale ale. Yo Ale ale ale. Người ta nói rằng lắm thăng chè rớt, mà đâu có ngờ lắm thăng vô sâu. Ale ale yo. Ale ale ale. Yo Ale 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 ale.
sơ những bụi chuối sau hè. Dạ, em biết em lạnh rồi mấy anh chị ơi. Thôi bây giờ mình vô vấn đề nóng đi. Dạ sao anh? Tại sao? Tại sao em bán khung thành ở chợ? Rồi ai mua cho em? Dạ tại vì cha truyền con nối mà anh không nối nó kỳ. Vậy cha em làm nghề gì? Dạ làm công nhân. Hả? Ủa xem nói cha truyền con nối mà. Dạ tại vì cha truyền con nối. Em muốn nối gì em nối à? Ở trời mẹ em bán cái gì? Dạ mẹ em bán khung. À, khung gì? Dạ khung cưỡi á. À, lúc mẹ em bán mẹ em rao sao? Dạ. Dạ khoan anh ơi, nó khùng nó biết rao đi. Em tỉnh em khùng, em tỉnh em nói nè. Mẹ em rao là như vậy: kẻo cà kẻo kẹt lấy tranh chồng chị quét mắt ra mày mà kêu la chị tạc lăng axit. Nóng quá. Yeah, thanh khùng, thơ khùng, duyên dáng vô cùng. À, nó nghe nè, hai con khùng. Khùng mà biết văn mùng giải chiếu, khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu, khùng mà biết nói tiếng yêu I love you ok, khùng mà biết dắt con người ta ra bờ đê. Điên quá trời ơi. Em ơi em điên quá. Nó nghe hai đứa. Dạ. Tiền anh đâu hai đứa? Tiền gì? Tiền của hai đứa đó. Mày khùng mày trả tiền đi mày. Anh mới khùng anh trả tiền đi. Mày khùng mày trả anh tiền khùng đi á. Mày khùng á. Anh khùng mày á. Cái đầu mày khùng hơn tao nè. Khùng mà biết làm ra tiền. Mày ngu quá tao khôn, không giờ tao nói tao giấu hả tiền ngay sau lưng quần nè. Cảm ơn hai đứa. Hai đứa mình đều khôn. Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Anh hỏi mấy người, tôi hỏi mọi người ở đây nè. Trời ơi. Tại sao? Tôi hỏi mọi người ở đây. Tại sao mỗi lần tôi tới đây thu tiền là mọi người nói không đủ tiền hoặc là không có là sao? Được rồi, bây giờ bên đây ai thiếu hay không đủ, hốt hết đồ cho tao. Khoan. Anh cho tụi em lụm phụ được không? Được. Dạ, có gì làm được làm. Đây. Mày có đồ. Nó nghe. Em anh. Ủa em anh hả? Đây. Lộn. Để lộn. Dạ đây, dạ đây. Đồ đặt qua đây. Đây, đúng rồi, đừng có lấy cái này. Cái này bự lắm, đừng có lấy. Thôi đủ rồi. Tao không tin luôn đó. Vậy là kể từ ngày hôm nay tao sẽ là ơi. Nó nghe mấy đứa. Dạ. Che mặt kiểu này sao anh diễn. Dạ. Lại anh. Náo lên. Kể từ ngày hôm nay, tại khu đất này, tao sẽ là người cầm trích. Hả? Cầm trích. Ủa là sao? Trời sao mấy đứa ngu quá vậy trời. Cầm trịch ở đây có nghĩa giống như nó đại khái cái ý nó cầm à, giống như là cầm cân nảy mực vậy đó. Cầm cân nảy mực là giám khảo Việt Hương. Đúng rồi. À, lộn luôn. À, cầm à, cầm kỳ thi quả. Cầm kỳ thi quả là Tuyết Kiều. À, với cầm đây cầm mà cái à, em biết rồi nè. Em biết rồi. À, cầm độn. À, cầm độn là mày độn á. Cầm gì? Cái cầm đó người ta nói cái cầm. Cái cầm gì? Cầm thú. À, cầm thú là bà đó. Trời ơi, cầm ở đây á. À, cầm ở đây là cầm đồ. Đồ cầm đâu đâu. Trời ơi, cầm đồ là mày cầm đó. Mày mà đốt trong đây là mày cầm đồ luôn nè, tao thề luôn đó. Tao biết rồi. Nói chung là mọi người không hiểu đúng không? Bà con ở đây có ai coi game show không? Có. Dạ. Thì bây giờ người mà ta tham gia game show á, người ta thi mà ta vô được chung kết á, dạ, người ta giải nhất á, dạ, thì mọi người thường hay gọi là quán quân. Yeah. Xin mời quán quân mùa 2. Xin kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ nói trước bước không qua. Dạ, đang thi mà tưởng mình quán quân đeo dương điệm cầm cúp giày dễ của hạng ba lắm quý vị à. Một chảo tay cho hạng ba năm nay. Không, mọi người ơi, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không mọi người ơi? Nó làm gì vậy? Ồ, buổi sáng tinh mơ. Tôi vừa nằm mơ đúng không mọi người? Không, sự thật. Mùa 2, đi vô. Đi vô đi, được rồi. Ủa, không cho quăng miếng luôn hả? Quần trúng, đi vô. Vô. Đủ chạy mũ bổ vét luôn. Trời ơi, trời ơi. Giỡn gì đó, đủ rồi. Tụi bay. Dạ. Làm gì vậy cha, bỏ xuống. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ đất lành con chim mới đậu.
để em đến vậy? Dạ. Không cần. Tao té ở đâu thì tao tự đứng dậy chỗ đó. Hay quá. Chết rồi mọi người ơi. Chết rồi. Chết rồi. Bây giờ mọi người trả lời tôi đi. Tại sao mọi người buôn bán mỗi ngày mà lại không có tiền là sao? Hả? Không có anh tiền, thấy đó, không có cái tiền. Chợ này thì càng ngày càng ế, tụi em có bán được gì đâu mà lấy tiền đưa cho anh. Đúng rồi đó anh ơi, bán nãy giờ ế lắm, tụi em nhiều chuyện nhưng mà đâu kiếm tiền được đâu mà bán. Này nè, anh ác vừa thôi chứ. Đúng rồi, đúng rồi, ác vừa thôi chứ. Đâu kỳ vừa. Bây giờ nói tụi ác đúng không? Được. Vậy thì ngày hôm nay sẽ ác cho mọi người coi. Đè quay. Lên. Đè. Dừng lại. Mày vừa phải thôi nha. Tức nước dở bờ nghe chưa? Bà con tiểu thương có chống hành võ môn trận. Dạ tiếng lên lập trận. Lập trận đâu? Lập trận. Xả tiền. Giao cải xả tiền. Giỏi chết đi. Thủ rồi. Bộ bay. Dạ. Gặp trận có xe ô che nắng. Dạ. Mày ta chở tiếp. Không quậy phá đây. Dạ đây. Báo cáo thơ khùng miên xối. Bên địch đang có xe ô che nắng rồi kìa. Hay quá. Vậy bây giờ Sida nữ tướng. Có thật. Bây giờ chúng ta hãy phá cổng thành. Đúng rồi. Dạ. Cố lên Sida nữ tướng. Cố lên. Hay quá. Không sợ. Trời ơi. Không sợ. Lên. Sao vậy? Đau quá. Đồ ngu. Trời đâu? Đổi đâu? Rồi. Cố lên. Khoan đã. Túi quá. Hả? Tình hình sao rồi? Quân địch đang thất thủ. Chúng ta dùng tiền chiêu cuối đi lưu quân. Được rồi, tiền chiêu cuối. Chị ngã, em đè. Lúc nào cũng kêu tôi ác. Lúc nào cũng kêu tôi ác là sao? Tôi ác chỗ nào mọi người nói đi. Cô đó, lúc con cô không có tiền đóng tiền viện phí, ai là người đã lo cho nó? Còn anh nữa, lúc anh bán chiếu không hết, ai là người huy động cả cái chợ này đi mua chiếu cho anh? Còn cậu, tôi sao? Lúc ba cậu mất, không có tiền lo chuyện mai táng, ai là người đã đứng ra lo hậu sự cho ba của cậu? Thì còn chị nữa, con chị đi học không có tiền đóng tiền học phí, chính tôi đã cho chị mượn tiền chứ mà. Ngay cả mảnh đất này ông nội tôi đã để lại cho mọi người buôn bán, bao nhiêu năm qua gia đình tôi có lấy đồng một cắc nào không? Thời gian gần đây tôi đến đây tôi thu tiền là chỉ vì tôi muốn lấy tiền đó đóng tiền điện, tiền nước, tiền bảo vệ, tiền giữ xe cho mọi người thôi mà. Tôi có lấy được một đồng cắt nào đâu. Để rồi bây giờ tôi đổi lấy được gì? Tôi đổi lấy những quán ghét của mọi người. Mọi người nói tôi là đầu ác độc, cường hào ác bá. Và mọi người có biết tại sao cái chợ mình ngày càng ế không? Bởi vì mọi người đang nói xấu lẫn nhau đó. Chị thì nói anh này bán chiếu cũ chiếu rách, còn anh thì nói chị này bán rau không sạch, chị thì lại nói chị này là bán thịt heo thúi, heo hư. Ngay cả bản thân anh em cậu cũng vậy nữa. Tôi sao? Không hề, không hề. Phải, người trong một nhà vậy mà còn đâm thọt lẫn nhau. Đâm thọt cái gì? Ai đâm thọt? À. Người em thì nói người anh mình ghi đề. Khốn nạn vậy. Mày bước lên tên cùng.
Tao ghi đề hồi nào? Mày vừa phải tao chứ. Chiều chiều tao lên chùa, tao bán lá bồ đề. Mà mày bỏ chữ bồ, mày nói chữ đề, làm dân chúng hiểu tao ghi đề. Cốn nạn cốn. Anh thôi đi. Bản thân anh cũng vậy nữa. Tôi sao? Anh đi nói em của mình là một thằng bán đồ. Trời, anh ai? Anh nói gì kỳ vậy? Em bán kẹp băng đô mà. Anh đổi thành chữ đồ luôn hả? Trời ơi, anh cũng có vừa gì? Thôi đủ rồi đó, mọi chuyện bây giờ sáng tỏ rồi đó. Mọi người nói đi, ở đây ai là ác? Ai mới là kẻ ác? Tôi không ác, mà miệng đời mới ác. Mọi người làm gì vậy? Thì anh nói vậy rồi mặt mũi đâu tụi em ở đây nữa. Trời ơi mọi người ơi, tôi nói ra những điều này không phải là để đuổi mọi người đi đâu. Tôi nói ra những điều này để cho mọi người biết cái sai của mình. Chúng ta cùng nhau sửa đổi, rồi hợp sức lại xây dựng cái chợ này ngày càng đoàn kết yêu thương hơn. Cũng giống như cái tên mà ông nội tôi đã đặt cho cái chợ này là chợ Tình. Đúng rồi anh ơi, chợ Tình. Dưới cái không gian ấm áp đoàn kết yêu thương như vậy thì phải có một bài hát liên quan tới chữ tình để thích hợp với không gian này. Để em. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Ê khoan đi, khoan đi. Ôi thơ Cùng. Dạ. Ngày nào anh không chửi em ăn cơm không ngon hả? Dạ em khùng không làm gì em làm anh. Trời mở nhạc kiểu đó là sao anh kết? Dạ. Mở lại. Mở lại. Dạ bà con. Rồi buôn bán đi. Rồi dọn dẹp lại nha. Buôn bán nè. Và đây là tiết mục chợ tình của thí sinh Lâm Thắng. Em ơi, lần đầu tiên chị mới thấy một cái vở kịch mà em vô bi mà không có ai khóc hết em. Mà cũng không có ai lắng hết. Không có ai đi thi mà không có áp lực như em hết á. Em làm như một cái chuyện rất là vui. Và một điều quan trọng nữa là Lê Dương Bảo Lâm ơi, em đâu rồi? Ừ. Hả? Ra sân khấu em ơi. Em ra... Dạ. Trời ơi, tụi chị không thể nào chấp nhận được. Em chỉ là cố vấn thôi. Em làm tới nỗi ông Bảo Trung ông cười rồi ông chảy nước mắt. Tới nỗi mà em cầm cái giỏ ông cũng thích thú luôn đó. Nãy giờ anh tưởng là Dương Bảo Lâm thi. Dạ. Anh nhìn lại cái để thấy Lâm Thắng. Tại vì đây là cái thằng bạn học chung lớp diễn viên với em. Mà bây giờ còn một mình nó à. Cho nên em dốc tâm, dốc ruột, dốc gan hết. Em phụ nó. À là em này là nhờ em phụ mà hôm nay nó mới rớt nè. Trời ơi. Tại vì nãy em nói em chỉ cần yêu cầu nó có giải ba thôi. Lâm Thắng ơi em đã lời rồi. Em lời là nó tra huy chương, nó cầm cái đời quán quân rồi em chụp hình. Ngày mai báo chí người ta không có biết. Người ta tưởng em quán quân là em ngon rồi. Hiểu không? Tại vì chị coi tiết mục này chị không có nghĩ em thi. Tất cả khán giả là gì? Bọn tưởng là tụi em đang biểu diễn ở một cái chương trình nào đó cho vui vẻ thôi. Mà vui thiệt. Không, kịch bản vui thiệt. Kịch bản vui quá vui mà tới lúc bi mà không có thở được. Tất cả diễn viên phụ làm vui lắm. Anh cái gì vậy anh? Tất cả diễn viên phụ đều hay lắm. Chứ là em giải ba nữa rồi đó. Làm cái kịch thì phải có vai này nâng vai kia. Chứ nếu mà một mình làm không được đâu. Dạ anh Tiên có nhận xét cho anh Tiên. Anh Tiên là người mà chuốt lại cái đường dây giùm em. Nếu sau này anh có làm kịch nữa anh sẽ nhờ Tiên dựng giống vậy nè. Thắng phải cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm cũng như tất cả các bạn hỗ trợ cho em. Rất là một cái sản phẩm mà không khí nó dễ sợ. Thấy nay rõ ràng những gì mà anh nói góp ý cho các bạn là chỉnh sửa lại khúc cuối cũng như là quá ok rồi. Cho nên anh rất là mừng, rất là mừng. Chúc mừng cho Lâm Thắng. Nó kỳ quá. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Diệp Tiên à. Chị Khánh Như, chị thấy như thế nào về tiết mục này chị? Lâm Thắng có một cái màu sắc rất riêng. Nhưng cái màu sắc đó không làm cho khán giả bị chán. Giống như ngồi đây nè. Mỗi lần Lâm Thắng ra đúng là cái màu của Lâm Thắng đó. Và một cái điều nữa là càng ngày càng thấy cái sự giỡn chơi của bạn trên sân khấu. Có nghĩa là giống như chị Diệt Hương nói đó là không phải tâm lý thi nữa. Sự nhẹ nhàng. Và cái đó là rất cần cho các thí sinh. Ủa anh Lâm, anh cười gì dữ vậy anh Dương Bảo Lâm? Tâm lý hôm nay là nó rớt đó chị. Rớt hay không bây giờ phải hỏi chị Hương với anh Trung như thế nào. Em đóng vai ác. Mọi người bên Lâm đóng vai hiền. Mà cuối cùng chị thấy cái vai ác thấy tội hơn vai hiền. Tại tụi vai hiền nó cà chớn quá không chịu nổi. Từ những cái vòng đầu tiên tới bây giờ thì anh Thắng vẫn trung thành với cái màu này. Và anh biết nắm bắt như thế nào là thời cơ. Và đó là một diễn viên rất là thông minh khi giữ vững cái lập trường của mình. Em thấy là anh Thắng có một cái chiêu bài đó là lấy thịt đè người. Vì lên sân khấu rồi rất nhiều con người. Anh hòa trộn vào trong đó mỗi người một tính cách. Nhưng anh vẫn là một người sáng nhất trong tiểu phẩm của anh. Vâng, xin cảm ơn cố vấn đạo diễn Huỳnh Lộc. Vâng, và rất là mong cơ hội đến từ hai vị ban giám khảo của chúng ta. Dạ. Và số điểm của thí sinh Lâm Thắng sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Em xin tự giới thiệu, em là con em
Sở trường của em là hát nhạc đám ma nên mọi người hay gọi em là bóng ma. Còn em là con chị, biệt danh là cô bé giỏi hờn. Chiều cao của em là 1m73, số đo ba vòng 90, 60, 90. Quê em ở Long An và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá, cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Trời ơi, sao đồng bọn cứ hại nhau hoài vậy ba? Chúng mày đang trong vòng nguy hiểm mà còn làm hết hồn nữa, thiệt luôn á. Sao ổn không? Nãy giờ tao trốn vợ tao muốn chết luôn á. Trời, mỗi lần đi nhậu hay trốn vợ mày khổ ghê. Ừ. Ê cái gì vậy? Đau. Bị cái gì? Qua té xe. Trời ơi, đâu biết đâu. Ừ. Trời ơi, mà hồi đó giờ á là đau. Cái gì vậy? Qua té xe mà, kỳ ghê. Mày làm gì mình mày bị thương tùm lum. Trời ơi, tao nói mày nghe nè. Hồi đó giờ đi nhậu, đi chơi với nhau, bạn bè. Nói thôi, ừ. Bạn bè với nhau, có bao giờ mày rủ đi nhậu đâu, nay đòi bao tao nữa vậy? Tại hôm qua tao té xe. Ủa mắc té xe đi nhậu? Té xe mới được đi nhậu. Mày đừng có nói mày lấy tiền thuốc của người ta xong mày đi đem đi nhậu nha. Đúng rồi, hôm qua tao nói với vợ tao là cái đứa mà đụng xe tao xong nó vòng cái dèo, không có tiền thuốc gì hết, bây giờ nó đền cho tao 6,5 triệu. Trời. Tiền thuốc của tao, vợ tao lo, đi nhậu. Cái gì? Anh chào vợ. Chào em. Mới nghe nói cái gì có dính tới tiền. Không, anh nói là tiền thuốc của ba Nguyên là để vợ của ba Nguyên lo. Ê, cái gì? Ý mình nói má tao hả? Ừ. Ba mày đang bệnh. Ba anh bệnh hả? Ừ. Bệnh ba anh bệnh gì vậy? Liệt dương, bệnh liệt dương. À, liệt dương. Ê. À, liệt dương. Ừ. Ồ vậy hả? Cho em gửi lời thăm ba anh nha. Ừ, cảm ơn em nhiều. Còn ông? Hả? Có giấu giếm tôi gì không? Không, không có. Có không? Không có. Giơ tay lên. Có 10,000 à. 10,000 cũng là tiền. 10,000 có thể mua được một chiếc xe hơi, một căn nhà để sống với vợ bé, có mèo đúng không? Trời ơi, em nghĩ sao 10,000 Việt Nam đồng mà anh có thể làm được nhiều thứ vậy? Mua một tờ giấy số trúng 1,5 tỷ là làm được tất cả. Thật thù. Đi thăm bệnh rồi về nhanh. Trời ơi, cái con vợ mày suy diễn mà nghe muốn suy nhược luôn trời. Nó đi rồi, bây giờ lẹ, tranh thủ đi nhậu lẹ rồi về, lẹ lên. Ê, nhưng mà tao có tiền. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Một xe như nước trên đường vẫn qua mai. Người già thăm đến câu chào nói xuân sao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Lady and gentlemen, xin chào mừng tất cả các bạn đã tới với quán nhậu hai chị em, quán nhậu Tĩnh Làng. Em xin tự giới thiệu, em là con em, sở trường của em là hát nhạc đám ma nên mọi người hay gọi em là bóng ma. Còn em là con chị, biệt danh là cô bé giỏi hờn. Chiều cao của em là 1m73, số đo ba vòng 90, 60, 90. Quê em ở Long An và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá, cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Và với hai sở trường trời phú đó, hai đứa em đã quyết định mở quán nhậu. Vô mấy anh chị em ơi. Vô đây. Ở cái quán này có hai chủ quán lạ lùng lắm đi. Ê, quý khách. Dạ, em mời anh ngồi. Dạ. À, đau. Đụng vô vai đau quá anh. Ừ. Đụng đây có đau. Ê, đau. Em có thể anh đụng tất cả trừ cái lưng của anh, sự sống còn của anh nằm ở đó nghe. Rồi dạ, bây giờ ở đây có món gì ngon ở nhất? Có gì ngon không? Dạ, đây có em rất là nhiều món ngon. Hải sản tươi xanh. Dạ, rau sống tươi xanh. Heo tai xanh. Ê, hey. Đi điên hả? Ý em là cái tai heo em đặt trên lớp rau sống màu xanh nên một em gọi là heo tai xanh. Thôi bây giờ mang hết cho anh những cái món gì ngon nhất vào một thùng bia, lẹ lên ha. Dạ rồi, vô chuẩn bị đồ đi cưng. Dạ, tới liền. Bữa nay nhậu cho hoành tráng. Ê, gì? Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày chắc mày có tiền trả không? Yên mày tâm. Mày kêu chứ tao là không có tiền rồi đó. Cái gì? Không có tiền à? Không có tiền mà dám vô quán nhậu à? Đừng có chọn bạc với con này nha.
chuyện bóp là chuyện bình thường, anh không xài bóp. Ở trên người anh chỗ nào có vết thương chỗ đó có tiền nha. Nhưng mà anh ơi, tại sao tờ tiền của anh nó lại có máu nè? Đồng tiền xương máu của anh đó em. Bây giờ ở trong quán này là cái quán nhậu tĩnh lặng. Cuộc đời anh thích cái gì tĩnh lặng, chứ ở nhà con vợ anh nó ồn lắm rồi nha. Dạ. Anh muốn bao trọn cái quán này, em nói anh không có tiền hả? Nè cái bàn bên này, cái bàn bên kia luôn nha. Bây giờ tôi bao trọn quán, tôi yêu cầu mấy bạn đi qua chỗ khác nhậu nha. Cái gì? Ba đâu có tưởng mày là đứa nào? Mày đứa nào mà vô đây mày phá quán đúng không? Mày mời hết khách của tao rồi, mai mốt khách ra đâu mà tao bán hả? Tôi trả hết hai cái bàn này. Chưa hết, tôi còn bo thêm cho mỗi người 200.000 rồi cầm đi qua quán khác nhậu cho tôi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Không, anh bo cho hai người mấy người này chứ anh không bo cho em. Em vẫn cảm ơn anh ạ. Anh đã nói anh bo cho những người này, không bo cho em. Tại mấy đứa này là nhân viên quán ế quá, em bắt chúng nó ngồi để người ta không biết là quán ế. Trời ơi anh... Mày chơi ngu hả con? Lỡ bo rồi mình đại gia mà. Dạ sao điều mấy mà rồi sao? Ok, bây giờ nghe, anh tuyên bố với tất cả tụi em, anh không có muốn ngồi nhậu mà anh muốn ăn nằm. Cái gì? Trời đất ơi, tôi bán nghệ chứ tôi không có bán thân nghe chưa trời. Tôi không bao giờ, không bao giờ tôi làm cái chuyện đó. Má ơi má. Bớt bớt giùm nghe, cỡ má là chỉ có đi bán thận thôi chứ bán thân là không ai mua nha. Ở đây tôi nói ăn nhậu như đế vương, ăn nằm như đế vương. Hả? Ăn nằm như đế vương hả? Ôi. Ăn nằm như đế vương là con chó nghe. À, ý của anh là anh muốn anh ăn nằm như đế vương, đế vương, đế vương. À, ăn nằm như đế vương dễ quá mà. Muốn đế vương có đế vương. Anh còn đứa muốn thêm văn nghệ nữa. Muốn văn nghệ có văn nghệ. Mấy đứa lên đó. Đó, như vậy anh chịu nè. Ôi. Dữ vậy. Bưng con tiện tì này ra chém. Ủa mắc gì chém em anh? Anh đã nói với em rồi, cuộc đời của anh thích tĩnh lặng, con vợ của anh ở nhà nó ồn lắm. Anh vào quán tĩnh lặng là để kiếm không gian tĩnh lặng, một không gian thật vô thường. À, à đi mấy đứa đi. Vô thường là sở trường của em. Tấu nhạc. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy hả? Mày trời ơi sao? Mày bỏ tiền cho tao ăn đồ cúng là sao hả? Từ từ tránh ra, cái gì hạ quyệt, cái gì hạ quyệt hả? Hạ quyệt con mẹ này. Em hạ quyệt con mẹ này liền. Đưa con mộng biển này về biển, lẹ lên. Cái quán của em là một cái quán cực kỳ phức tạp. Anh vào đây là anh tìm không gian tĩnh lặng mà quán của em nó biến thái quá. Bây giờ tính tiền đi anh đi về. Rồi, qua quán khác nhậu. Chị ơi, tính tiền chị ơi. Tính tiền hả em? Dạ. Rồi tính tiền. Dạ. Nhiều. Chủ văn nghệ mệt quá. Dạ, tổng cộng là 5 triệu. 5 triệu, 5 triệu, 5 triệu. Ở trong đây nè, còn 6 triệu rưỡi nè. Mày lột ra mày đưa cho tao tao. Lột ra. Lột đi anh. Rồi, xong. Đó, đưa tiền cho người ta đi, đau quá. Nghĩa là 6 triệu rưỡi hả? Không, cái nào lột, lột. Đưa. Làm miếng 3 triệu 2 năm chục á hả? Cái gì? Mấy đứa không có tiền kìa. Trái ơi, không có tiền kìa chị. 83 triệu đi. Hả? Trời. 83 triệu điện là cái gì? Muốn biết cái gì? Xem đi rồi biết. Món thứ nhất, mái tóc người thường.
thương cạo đầu bôi vôi. Em chọn món hai. Món thứ hai, hàm răng trăng buốt bẻ răng còn nú. Em gọi món ba. Ê, cái này em chơi được nè, cái này chơi được nè, hai trái banh lông. Hai trái này em xây được, còn không đánh nó làng được. Ừ, em chọn cái này, Hình tượng đi. Dạ, thì cái này là hai trái banh, hai trái banh. Em đây đầu em lại hai chị. Chị ơi, vợ em chưa có con mà bây giờ anh cầm hai trái bóng bàn này như nến vậy. Nến đây, mày nến liền. Nghĩ gì trong đầu, nghĩ bậy bạ trong đầu, tát chết nha. Giật cái khăn ra nói cho nó biết. Ê, ui dạ. Quen không? Ba 5 triệu đúng không? Bài đặt dán vô bông băng đồ ha. Nè, nhớ nghe chưa? Đừng bao giờ giấu giếm tôi nghe không? Các em Hà Huyền ơi! Trời ơi! Trời ơi! Vợ ơi! Vợ ơi! Đừng Hà Huyền anh quá thật vợ ơi! Và bây giờ thì ý kiến của chị Việt Hương như thế nào? Trời ơi, các bạn biết không? Các bạn mướn đâu được ấy. Dương Thanh Vàng, Mạc Văn Khoa. Trời ơi, cái quán nào mà nó chứa chấp hai đứa em thiệt á. Cũng thiết được. Mà chị cưng nhất lúc là múa đó, hai bà ra hai cái quần sa tren trắng tới cưng dễ sợ luôn á. Chăm chỉnh chu mà kỹ càng từng chi tiết. Đến khi mà em vô, chị biết chắc đó là em. Nhưng mà em thay từng đôi dài luôn. Chị để ý rồi, hồi nãy mang đôi dài màu trắng, gót gỗ em ra, em lấy tiền. Khi em thay một cái đồ, em thay luôn đôi dài để người ta không đoán ra. Tôi thiệt các bạn, đây là một cái tiết mục đi diễn để bán vé, chúng có thi cử vậy trơn rồi á. Đây nè, ảnh mê nãy giờ nè. Và anh nói là anh ước ao lấy được Mạc Văn Khoa với Dương Thanh Vàng. Hôm nay tôi nói là cái nhóm ngũ sắc thực sự là xuất sắc cái gì, nhưng mà vẫn đứng sau các bạn một chút xíu. Mạc Văn Khoa tôi nói trước thì bạn nhắc nhờ tôi đến một cái loại rau cải mà gọi là cải quý đó, quý cái đó. Theo tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cái màn diễn xuất sắc nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Điều thích còn chân thành, bạn nghĩ sao? Nãy giờ đang tụt huyết áp. Thôi xong, hai con này nó giống như hai cái con hát bạch vô thường âm dương chứ địa ngục nó trồi lên. Em là cái trời ơi thiệt á, giống như trời ban tụi em xuống đây vậy thiệt á. Tụi em là yêu nghiệt. Trời ơi, bà Dương Thanh Vàng bữa nay bà ra bà còn đi mũi cứng, bà đi cái chân trời ơi vậy. Rồi đẩy bà vô, bưng bà vô là bà hình bà chân, bà làm bà quạt chân, bà đứng hình bà đứng, bà ra bà đứng thế một thôi chứ. Cái tư duy hài của các bạn quá tốt. Các bạn làm cho người ta sôi nổi liên tục trong vòng mười mấy phút với một cái chủ đề thực sự ra nó không có cái gì để nói đó. Bữa nay nếu các đội kia là xuất sắc, xui cho họ, các bạn xuất thần. Nhưng mà quan trọng là kịch bản mình có tốt, mình dặn dựng có tốt đi nữa. Hỗ trợ của diễn viên. Tại sao em nghĩ được hai cái con bằng nhau mà nó ốm như nhau, mà nó ghê gớm, mà nó khủng khiếp. Mà chị coi, chị quay qua chị nhìn thấy da gà của Thành nó nổi lên từng đợt vậy nè em. Và làm sao giờ tôi làm sao có cách nào mà tôi mang hai bạn ta về nhà tôi làm niềm vui ta. Và bây giờ giám khảo Trấn Thành, giám khảo Việt Hương cũng 10 điểm. Và bây giờ là điểm số của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. 10 nha. 10. 10. Và bây giờ là số điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta dành cho đội Xém Cười. 9 điểm 9. Em xin tự giới thiệu, em là con em. Sở trường của em là hát nhạc đám ma nên mọi người hay gọi em là bóng ma.
Còn em là con chị biệt danh là cô bé giỏi hơn. Chiều cao của em là 1m73, số đo bao vòng 90, 60, 90. Quê em ở Long An và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá, cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Đấy. Sao đồng bọn cứ hại nhau hoài vậy ba? Chúng mày đang trong vòng nguy hiểm mà còn làm hết hồn nữa, thiệt luôn. Sao sao ổn không? Nãy giờ tao trốn vợ tao muốn chết luôn á. Trời, mỗi lần đi nhậu hay trốn vợ mày khổ ghê. Ừ. Ê. Cái gì vậy? Đau. Bị cái gì? Qua té xe. Trời ơi, đâu biết đâu. Ừ. Trời ơi, mà hồi đó giờ á là đau. Cái gì vậy? Qua té xe mà kỳ ghê. Mày làm gì mình mày bị thương tùm lum. Trời ơi, tao nói mày nghe nè. Hồi đó giờ đi nhậu, đi chơi với nhau, bạn bè. Nói thôi, ừ. Bạn bè với nhau, có bao giờ mày rủ đi nhậu đâu, nay đòi bao tao nữa vậy? Tại hôm qua tao té xe. Ủa mắt té xe đi nhậu? Té xe mới được đi nhậu. Mày đừng có nói mày lấy tiền thuốc của người ta xong mày đi đem đi nhậu nha. Đúng rồi, hôm qua tao nói với vợ tao là cái đứa mà đụng xe tao xong nó chồng cái dèo, không có tiền thuốc gì hết, bây giờ nó đền cho tao 6,5 triệu. Trời. Tiền thuốc của tao vợ tao lo đi nhậu. Anh chào vợ. Chào em. Mới nghe nói cái gì có dính tới tiền. Không, anh nói là tiền thuốc của ba Nguyên là để vợ của ba Nguyên lo. Ê, cái gì? Ý mình nói má tao hả? Ừ. Ba mày đang bệnh. Ba anh bệnh hả? Ừ. Bệnh bệnh gì vậy? Liệt dương, bệnh liệt dương. À, liệt dương. Ê. À, liệt dương. Ừ. Ồ vậy hả? Cho em gửi lời thăm ba anh nha. Cảm ơn em nhiều. Còn ông? Hả? Có giấu giếm tôi gì không? Không, không có. Có không? Không có. Giơ tay lên. Có 10,000 à. 10,000 cũng là tiền. 10,000 có thể mua được một chiếc xe hơi, một căn nhà để sống với vợ bé, có mèo đúng không? Trời ơi. Em nghĩ sao 10,000 Việt Nam đồng mà anh có thể làm được nhiều thứ vậy? Mua một tờ giấy số chúng 1,5 tỷ là làm được tất cả. Thật thù. Đi thăm bệnh rồi về nhanh. Trời ơi, cái con vợ mày suy diễn mà nghe muốn suy nhược luôn trời. Nó đi rồi, bây giờ lẹ, tranh thủ đi nhậu lẹ rồi về. Lẹ lên. Ê, nhưng mà tao có tiền. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Một xe như nước trên đường vẫn qua màn, người già thăm đến câu chào nói xôn xao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến trong vườn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Lady and gentlemen, xin chào mừng tất cả các bạn đã tới với quán nhậu hai chị em, quán nhậu Tĩnh Lang. Em xin tự giới thiệu, em là con em, sở trường của em là hát nhạc đám ma nên mọi người hay gọi em là bóng ma. Còn em là con chị biệt danh là cô bé giỏi hơn. Chiều cao của em là 1m73, số đo bao vòng 90, 60, 90. Quê em ở Long An và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá, cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Và với hai sở trường trời phú đó, hai đứa em đã quyết định mở quán nhậu. Vô mấy anh chị em ơi. Vô đây. Ở cái quán này có hai chủ quán lạ lùng lắm đi. Ê, quý khách. Dạ em mời anh ngồi. Dạ. À, đau. Đụng vô vai đau quá anh. Ừ. Đụng đây có đau. Em có thể đụng tất cả trừ cái lưng của anh, sự sống còn của anh nằm ở đó nha. Rồi dạ, bây giờ ở đây có món gì ngon nhất? Ở đây có gì ngon không? Dạ đây có em rất là nhiều món ngon. Hải sản tươi xanh. Dạ, rau sống tươi xanh. Heo tay xanh. Hey. Đi điên hả? Ý em là cái tai heo em đặt trên lớp rau sống màu xanh nên bọn em mới gọi là heo tai xanh. Thôi bây giờ á, mang hết cho anh những cái món gì ngon nhất vào một thùng bia, lẹ lên ha. Dạ rồi, vô chuẩn bị đồ đi cơn. Dạ, tới liền. Bữa nay nhậu cho hoành tráng. Ê, gì? Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày chắc mày có tiền trả không? Yên mày tâm. Mày kêu chứ tao là không có tiền rồi đó. Cái gì? Không có tiền à? Không có tiền mà dám vô quán nhậu à? Đừng có giỡn bạc với con này nha. Em
chuyện bóp là chuyện bình thường, anh không xài bóp. Ở trên người anh chỗ nào có vết thương chỗ đó có tiền nha. Nhưng mà anh ơi, tại sao tờ tiền của anh nó lại có máu nè? Đồng tiền xương máu của anh đó em. Bây giờ ở trong quán này là cái quán nhậu tĩnh lặng. Cuộc đời anh thích cái gì tĩnh lặng, chứ ở nhà con vợ anh nó ồn lắm rồi nha. Dạ. Anh muốn bao trọn cái quán này, em nói anh không có tiền hả? Nè cái bàn bên này, cái bàn bên kia luôn nha. Bây giờ tôi bao trọn quán, tôi yêu cầu mấy bạn đi qua chỗ khác nhậu nha. Cái gì? Ba đâu có tưởng mày là đứa nào? Mày đứa nào mà vô đây mày phá quán đúng không? Mày mời hết khách của tao rồi, mai mốt khách ra đâu mà tao bán hả? Tôi trả hết hai cái bàn này. Chưa hết, tôi còn bo thêm cho mỗi người 200 ngàn, rồi cầm đi qua quán khác nhậu cho tôi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Không, anh bo cho hai người mấy người này chứ anh không bo cho em. Em vẫn cảm ơn anh ạ. Anh đã nói anh bo cho những người này, không bo cho em. Tại mấy đứa này là nhân viên quán ế quá, em bắt chúng nó ngồi thì người ta không biết là quán ế. Trời ơi anh... Mày chơi ngu hả con? Lỡ bo rồi mình đại gia mà. Dạ, 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 dạ mấy mà dạ. Rồi ok. Bây giờ nghe, anh tuyên bố với tất cả tụi em, anh không có muốn ngồi nhậu mà anh muốn ăn nằm. Cái gì? Trời đất ơi, tôi bán rồi chứ tôi không có bán thân ra chưa trời. Tôi không bao giờ, không bao giờ tôi làm cái chuyện đó. Má ơi má. Bớt bớt giùm nghe, cỡ má là chỉ có đi bán thận thôi chứ bán thân là không ai mua nha. Ở đây tôi nói ăn nhậu như đế vương, ăn nằm như đế vương. Hả? Ăn nằm đế vương hả? Ôi. Ăn nằm như đế vương là con chó nghe. À, ý của anh là anh muốn anh ăn nằm như đế vương, đế vương, đế vương. À, ăn nằm như đế vương dễ quá mà. Muốn đế vương có đế vương. Anh còn muốn thêm văn nghệ nữa. Muốn văn nghệ có văn nghệ. Mấy đứa lên vô. Đó, như vậy anh chịu nè. Rồi. Dữ vậy. Bưng con tiện tì này ra chém. Ủa mắc gì chém em anh? Anh đã nói với em rồi, cuộc đời của anh thích tĩnh lặng, con vợ của anh ở nhà nó ồn lắm. Anh vào quán tĩnh lặng là để kiếm không gian tĩnh lặng, một không gian thật vô thường. À, đi mấy đứa đi. Vô thường là sở trường của em. Tấu nhạc. Trời ơi cái gì vậy, cái gì vậy hả? Mày trời ơi sao? Mày bỏ tiền cho tao ăn đồ cúng là sao hả? Từ từ tránh ra. Cái gì hạ quyệt, cái gì hạ quyệt hả? Hạ quyệt con mẹ này. Em hạ quyệt con mẹ này liền. Đưa con mộng biển này về biển, lẹ lên. Cái quán của em là một cái quán cực kỳ phức tạp. Anh vào đây là anh tìm không gian tĩnh lặng mà quán của em nó biến thái. Có bây giờ tính tiền để anh đi về. Rồi, qua quán khác nhậu. Chị ơi, tính tiền chị ơi. Tính tiền hả em? Dạ. Rồi tính tiền. Dạ. Một chủ văn nghệ mệt quá. Dạ, tổng cộng là 5 triệu. 5 triệu, 5 triệu, 5 triệu. Ở trong đây nè, còn 6 triệu rưỡi nè. Mày lột ra mày đưa cho tao tao. Lột ra. Lột đi anh. Rồi, xong. Đó, đưa tiền cho người ta đi, đau quá. Nghĩa là 6 triệu rưỡi hả? Không, cái nào lột, lột. Đưa. Là miếng 3 triệu 2 năm chục á hả? Cái gì? Mấy đứa không có tiền nè. Cháy ơi, nó không có tiền mà cháy. 83 triệu đi. Hả? Trời. 83 triệu điện là cái gì? Muốn biết cái gì? Xem đi rồi biết. Món thứ nhất, mái tóc người
thường cạo đầu bôi vôi. Em chọn món hai. Món thứ hai, hàm răng trăng búc, bẻ răng còn nú. Em gọi món ba. Ê, cái này em chơi được nè, cái này chơi được nè, hai trái banh lông nè, hai trái này em xoay được, còn không đánh làng được. Ừ, em chọn cái này, em chọn cái này. Hình tượng đi. Dạ, thì cái này là hai trái banh, hai trái banh. Em nghe đầu em lại hai chị. Chị ơi, vợ em chưa có con mà bây giờ anh cầm hai trái bóng bàn này như nên vậy. Nên mày nói liền. Nghĩ gì trong đầu? Nghĩ cái gì trong đầu? Nghĩ bày bà trong đầu mà tát chết nha. Giật cái khăn ra nói cho nó biết. Ê! Ui dạ. Quen không? Ba 5 triệu đúng không? Bài đặt dán vô bông băng đồ ha. Nè, nhớ nghe chưa? Đừng bao giờ giấu giếm tôi nghe không? Các em Hà Huyền. Trời ơi, trời ơi, vợ ơi, vợ ơi, đừng Hà Huyền anh quá thật vợ ơi. Và bây giờ thì ý kiến của chị Việt Hương như thế nào ạ? Trời ơi, các bạn biết không? Các bạn mướn đâu được ấy. Dương Thanh Vàng, Mạc Văn Khoa. Trời ơi, cái quán nào mà nó chứa chấp hai đứa em thiệt á. Cũng biết được. Mà chị cưng nhất lúc là múa đó, hai bà ra hai cái quần sa tren trắng thấy cưng dễ sợ luôn á. Chăm chỉnh chu mà kỹ càng từng chi tiết. Đến khi mà em vô, chị biết chắc đó là em, nhưng mà em thay từng đôi dài luôn. Chị để ý là hồi nãy mang đôi dài màu trắng, gót gỗ, em ra em lấy tiền. Khi em thay một cái đồ, em thay luôn đôi dài để người ta không đoán ra. Tôi thiệt các bạn, đây là một cái tiết mục đi diễn để bán vé, chúng có thi cử vậy trơn rồi á. Đây nè, ảnh mê nãy giờ nè. Và anh nói là anh ước ao lấy được Mạc Văn Khoa với Dương Thanh Vàng. Hôm đấy tôi nói là cái nhóm ngũ sắc thực sự là xuất sắc cái gì, nhưng mà vẫn đứng sau các bạn một chút xíu. Mạc Văn Khoa tôi nói trước thì bạn nhắc nhờ tôi đến một cái loại rau cải mà gọi là cải quý đó, rồi quý cái đó. Quý cái. Theo tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cái màn diễn xuất sắc nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Thế còn chân thành, bạn nghĩ sao? Nãy giờ đang tụt huyết áp. Thôi xong, hai con này nó giống như hai cái con hát bạch vô thường âm dương chứ địa ngục nó trồi lên. Tụi em là cái trời ơi thiệt á, giống như trời ban tụi em xuống đây vậy thiệt á. Tụi em là yêu nghiệt. Trời ơi, bà Dương Thanh Vàng bữa nay bà ra bà còn đi mũi cứng luôn, bà đi cái chân trời ơi vậy. Rồi đẩy bà vô, bưng bà vô là bà hình bà chân, bà làm bà quạt chân, bà đứng hình bà cao, bà đứng thế một mà chứ. Cái tư duy hài của các bạn quá tốt. Các bạn làm cho người ta sôi nổi liên tục trong vòng mười mấy phút với một cái chủ đề thực sự ra nó không có cái gì để nói đó. Bữa nay nếu các đội kia là xuất sắc, xui cho họ, các bạn xuất thần. Nhưng mà quan trọng là kịch bản mình có tốt, mình dặn dựng có tốt đi nữa. Hỗ trợ của diễn viên. Tại sao em nghĩ được hai cái con bằng nhau, mà nó ốm như nhau, mà nó ghê gớm, mà nó khủng khiếp. Mà chị coi, chị quay qua chị nhìn thấy da gà của Thành nó nổi lên từng đợt vậy nè em. Có làm sao giờ, tôi làm sao có cách nào mà tôi mang hai bạn ta về nhà tôi làm niềm vui ta. Và bây giờ giám khảo Trấn Thành, giám khảo Việt Hương cũng 10 điểm. Và bây giờ là điểm số của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. 10 nha. 10. 10. Và bây giờ là số điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta dành cho đội Xém Cười. 9 điểm 9. Bỗng ơi, tới giờ ăn rồi. Bỗng bỗng bàng bàng, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng, cháo qua nhà người. Bỗng ơi, bỗng ăn ngoan nha.
Trời ơi, cái giếng bự như cái hồ bơi, mỗi lần cho bóng ăn mệt muốn xỉu. Chị nói giỡn đó, bóng ăn ngoan nha. Chị Tâm à. Cám, em bị sao vậy? Em mệt loài bán hồng. Vậy em làm chi? Em làm cho nó ấn tượng, để em tạo điểm nhấn cho mọi người hiểu rõ hơn về tính cách ngang tàn và bạo ngược của cám em. Nói chung lại là em đang muốn tạo nét, hy vọng sẽ không tét não. Chị? Hả? Chị Tâm tét. Chị Tâm ơi, Tâm đang làm gì ngoài đây dạ? À, chị... chị đang... Chị đang... Chị không... Sao? Không, không. Chị sao? Chị áp áp không? Chị ấp á uống, có nghĩa là chị đang giấu em cái điều gì ghê dữ lắm nè. Chị Tâm, em cho chị một cơ hội nữa nha. Chị nói cho em biết chị đang làm gì ngoài cái giếng này dạ. Thật ra là chị không có làm cái... Không có làm. Chị đứng... Sao? Để... Chị làm gì? Chị lại ấp á uống lần hai. Chị à, em thấy rồi, chị xạo ghê lắm. Em nói chị nghe nè, chị gan quá rồi chị Tấm mà. Em với mẹ em cho chị ở trong căn nhà này, đâu phải để cho chị làm cái chuyện gì đó sau lưng em, sau lưng mẹ em, sau lưng căn nhà này. À không, trước sân nhà này. Không quan trọng. Quan trọng là chị đang giấu em cái chuyện gì nè, đúng không? Cám ơi, chị đang làm gì? Cám ơi, thật sự là chị không có giấu em cái gì cả. Dạ. Trời ơi, mà chị ghê á. Em phải giải thích chị bao nhiêu lần thì chị mới hiểu. Tại vì á, biết sao không? Tại vì em mới ngủ dậy á, cái họng em bị cứng, em phải ra, em giỡn chị, em quạt náo cái miệng em cho nó dẻo, để hồi em ra đầu đền chửi lộn với mấy con mén ngoài đó. Ê, Cám. Cám nè, chị đã dọn dẹp xong hết rồi, cơm chị cũng nấu rồi, đầy mẹ với em ngủ dậy rồi ăn. Có gì chị dọn dẹp xong, rồi chị sẽ ra giặt đồ. Không nói đâu, muốn nghe, mệt quá. Nói với em như đàn gãy tay trâu vậy đó. Để tôi là trâu trời. Không, ý em là chị đi chăn trâu đi. À, chị chăn trâu về rồi. Chăn nữa? Trâu đã no rồi. Ai nói chị nó no? Hả? Ai nói chị nó no? Nó không có no. Trời ơi, không tin hả? Em kể chị nghe. Lúc nãy á, em ngủ dậy, xong em đi đánh răng. Em đánh răng em đi ngang qua con trâu nhà mình. Em còn chào nó mà. Em ra nói hello trâu. Cái nó níu em lại. Ôi trời ơi, trâu làm gì vậy em? Tao đòi quá cảm ơn. Hỏi chị chứ, ai no mà làm vậy? Hành xử gì kỳ vậy? Đói. Vậy là chị không biết rồi, để chị đi chăn trâu nha. Chăn đi. Trâu, ngoan, đi nè em. À trâu, à quên. Trâu, chị dặn em này nha. Nói nghe nè, em ra ngoài đồng á, em ăn cỏ trong đồng nhà mình. Rủi như mà em thấy con bò nào lại liếm cỏ nhà mình, em cắt cái lưỡi bò nó cho chị nha trâu. Đi đi, chị đi nha. Đi đi. Trâu ơi, ngoan nè. Bữa nay em sao vậy, sao con chịu đi vậy? Đi đi em. Đi nè trâu. Đi đi trâu. Trâu ơi. Đi. Đi được vòng cái giếng luôn nè. Không nói. Trời đất ơi, kêu ra cái gì đang bưng tô cơm mà kêu giật giọng hả? Chuyện gì? Nói mày nghe này nè. Con thấy nha, chị Tấm á, dạo này chị ghê lắm. Chị ăn cắp đồ ăn nhà mình cho ai?
cho ai? Dạ làm sao trời, nhưng không hiểu nữa, vô kể cho nghe. Chính mắt con nhìn thấy chị Tắm nha, trên tay cầm chén cơm nguội. Ừ, để mày nghe. Từ trong nhà bước ra, trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định đi tới cái mặt cười. Nó làm gì ngoại? Tạo dáng chụp hình với cơm nguội. Dạ anh, hình đẹp không anh? Hình nhòe hả anh? Cứ kệ nó đi anh. Rồi sao nữa? Sau khi chụp hình xong, chén cơm đã đổ hết rồi, quyết định vô lấy chén thứ hai. Trời ơi, từ trong nhà bước ra, nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định lăn tới cái giếng. Ôi cha ơi, trời ơi, ôi cha. Rồi sao? Sau khi lăn xong, cơm nguội cũng đổ. Rồi bây giờ lấy chén thứ ba. Trời ơi là trời. Quyết định từ trong nhà bước ra, nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định đi tới cái giếng. Chén cơm nguội trên tay, rải cơm, rải cơm, rải cơm, rải nguyên một chén luôn đó, coi chịu nổi không? Trời ơi, con Tắm nhà này cơm nhà không có mà ăn, nó rải xuống cho thúi nước giếng tao. Không, nè, nước giếng không thúi mẹ ơi, nhưng mà rải cơm, rải cơm, rải cơm, bắt đầu nước giếng sôi ùn ùn lên. Ừ, xong cái bắt đầu cơm tan biến mất luôn, không còn đục ngầu gì hết, mất cơm hoàn toàn, tức là có ai dưới này ăn cơm nhà mình? Có ai dưới này đó? Trời ơi, để mẹ, mẹ, mẹ quậy, mẹ kiếm có ai dưới này. Mẹ, mẹ, cái giếng bự dữ lắm, mẹ không có làm vừa được người ta đâu. Mẹ xuống. Xuống không? Nhìn, 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 nhìn xuống, mẹ. Xuống, 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 xuống luôn. Mẹ nha, nhìn, nhìn mẹ. Xuống, rồi, xuống, xuống nha con, xuống. Rồi, rồi, xuống. Ê, chút nữa đi con ơi. Hả, hả? Chút, chút nữa. Sau nữa hả? Sau nữa đi, rồi, rồi, sau nữa. Nữa đi con. Nó mệt mẹ quá. À, cảm ơn cứu mẹ. Được rồi, con sẽ cứu mẹ. Cảm ơn cảm ơn. Hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Mẹ ơi, con sẽ cứu mẹ. Con sẽ cứu mẹ, mẹ ơi. Con tao con quỷ. Ơi mẹ. Mẹ, con sẽ cứu mẹ. Để xíu mẹ ơi. À, à, mẹ ơi, đợi con với. Lên, lên, lên. Lên mẹ ơi, lên mẹ ơi. Lên, 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 lên. Trời ơi, xức cái đầu tóc mà vô chảy lại coi. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Cái... Trời ơi, con của mẹ, mẹ sẽ cứu con. Mong mong mắc chớn, mắc chớn. Đợi chút nha. Khỏi. Chị để nó đi. Ghê á. Mày làm hùng làm đi cái gì vậy? Bây giờ cái con gì ở dưới này nè. Mẹ ơi, đâu phải con không muốn bắt nó lên đâu, nhưng mà con nhớ nha, để bắt cái con dưới giếng này lên, mình cần có cái câu gì đó. Mẹ, mẹ. Cái gì? Con nhớ rồi. Nhớ, nhớ, nói đi. Cái câu nói của nó là. Nói đi. Có câu mà sắc có ngày nên kim. Cám. Con... Nói cái gì á? Điếc con mẹ nè. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Mẹ! Mời mẹ ghê cha. Mẹ! Nhớ rồi. Bóng. 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 Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bây giờ chứ là xanh. Trời ơi! Mẹ! Mày nói cái gì vậy con? Mẹ! Con nhớ rồi. Cái câu đó nó là bóng bóng bàn bàn, nó là một câu thần chú. Bóng bóng bàn bàn, bóng bóng ý bàn bàn, lên ăn cơm bạc ý à, cơm vàng nhà ta. Bóng bóng bàn bàn, bóng bóng ý bàn bàn, chớ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông 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 bàn 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 bàn, bông 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 bàn bàn bàn, lên ăn cơm bạc y à, cơm vàng nhà ta. Bông 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 bàn 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 bàn, bông 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 bàn bàn bàn, chớ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Mẹ ơi, nước giếng sôi rồi, nước giếng sôi rồi mẹ ơi, nó sôi lên được kìa, sôi rồi. Con gì lên, con gì lên.
sao tự nhiên tôi chưa lên đây vậy? Ai đây? Mới kêu gì? Bóng bóng bàn bàn, bóng xà bàn. Bán xà bông hả? Không, bán vé số. Trời, mua giùm tao vé số đi chị gái. Không, mua đi. Không, mua đi mà. Ủa? Ê, mày, mày ở đâu trong giếng nhà tao vậy? Hả? Ủa, ở đâu ta? Hồi nãy nhớ là lúc nãy đi bán vé số, tự nhiên lọt xuống hố, thấy con nhỏ mỏ hôn, hết muốn bán vé số. Bà cha mày, con gái tao nuôi mà mày dám nói mỏ hô hả mày? Mỏ hô nè, mày mỏ hô mày lên đây, lên đây, lên đây. Nè, tao nói cho mày biết nha, con bóng đầu đinh âm binh hắc bính. Tao nói cho mày biết, con gái tao đẻ ra mà mày chửi nó mỏ hô hả? Cám. Nè con, mày nói gì? Mày nói ai mỏ hô? Hả? Con bóng kia, con bóng thủy tạ đầm sen, con bóng ho hen bệnh tật, con bóng chật vật với cuộc đời, con bóng không thuộc về thời của tao. Tao nói cho mày nghe, tao ha, tao chỉ cần chích một cái mà xì xọ mà chết liền nha mày. Nhưng không, hôm nay tao từ bi hỷ xã, tao tha cho mày. Trời ơi, là tao muốn mày đi xuống giếng của mày, mày về thành phố của mày, mày nói với loài người là cám tao không hô và cám tao đã từng tha cho con bóng như mày nha mày. Ha. Mua vé số không? Trời, không mua. Không mua hả? Vậy thôi, đi nha, bye bye nhỏ, mỏ hô. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, cảm ơn thôi, mỏ hô. Mày đến đây, mày nói mỏ hô. Mày, mày nói sao? Mày, 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 bây giờ mày làm khùng làm điên cái gì vậy con? Mày phải tập trung vô lôi cái con ở dưới này lên cho mẹ. Mẹ, con nhớ rồi, cũng là câu thần chú đó, nhưng mà đọc theo một cách khác. Bông bông bàng bàng bông bông mí bàng bàng, lên ăn cơm và khi ăn cơm vàng nhà ta. Bông bông bàng bàng bông bông mí bàng bàng, chở ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Thôi thiệt, trời ơi, trời, né 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 nè, còn gì lên, còn gì lên. Ba trời. Trời nè, mày là cái con gì? Bé cá bóng. Bé cá bóng. Mày là con cá heo mặt quỷ thì có đó. Trời mẹ ơi, nó là con cá bóng, mẹ thấy không? Con nói đúng chưa? Cá bóng mà cái bụng nó bự, nó có chữa mẹ cá bóng chứ. Đó, bây giờ bắt nó vô, hai mẹ con mình ăn cả tuần không hết. Ăn cá bóng trứng đi con. Rồi, vô bắt đó. À, ôi da. À, wow, mạnh dữ. Ta không phải là con bé cá bóng bình thường, mà ta chính là tiên cá bóng được ông Bụt trả lương hàng ngày để bảo vệ cho chị Tắm. Tôi nghe nói mấy bữa nay là mẹ con hai người hành hạ chị Tắm của tôi dữ lắm đúng không? Trời đất ơi, ai ác mồm ác miệng vậy? Tao nói thiệt với mày nghe nha, trong cái nhà này nè, mẹ con tao là thương yêu con Tắm hết mực. Mày nói là Tắm bị tụi tao hà hiếp hả? Nghĩ sao vậy? Ai mà tin chị Tắm? Tất cả mọi người đều tin mẹ con tôi. Phải không em? Em chú em tin chị không em? Em tin chị hả? Cảm ơn em. Em Diễn ơi, em tin chị không nè? Dạ em tin chị. Chị cảm ơn em. Mẹ ơi, mẹ tin con không mẹ? Mẹ tin con. Đó. Đến giây phút này mà còn già mồm. Được, xin mời nạn nhân. Con này sao nó ngông cuồng dễ sợ. Mày thiệt á. Nè, mời chị Tắm lên đây hả? Tưởng ai, chỉ có một chị Tắm thôi mà. Chị Tắm nói thì ai mà tin. Bây giờ hả chị Tắm hả? Chị đơn phương, chị du quan giáo hoài cho mẹ con tôi thì làm sao chứ? Lại mồm lại già. Được, xin mời ông Bụt. Ta đây. Con nó sao á? Chứ con không phối hợp với người ta. Bởi nè, tự nhiên mời ông này vô chi nữa? Hả? Không làm được gì hết. Không ai tin những người cho các người đâu. Mọi người đều tin mẹ con chúng tôi mà. Đúng không em? Chú em tin chị không chú ý? Em tin xả cám con em. Dĩ ngơi em tin chị không em? Chứ em tin chị. Thôi, trời ơi. Làm ơn những làm chạy làm thủ nó hết nhân chứng kêu ra. Mày ơi, không mấy mày nhận tội đại đi. Ờ thôi nhận tội đại đi, mệt quá.
tôi xin lỗi nha. Không phải là tôi có lỗi đâu, mà tại tôi tôn trọng mối quan hệ của các người. Tôi tôn trọng mấy người. Xin lỗi nè. Thôi đi. Ta nói cho hai mẹ con nhà ngươi biết, không cần phải nói nhiều lời nữa. Tội ác của hai mẹ con nhà ngươi thật là đáng khen, đáng trừng trị. Trời, tội ác này cần phải được vạch trần và phải trừng trị từ khi còn là mầm mống. Trời ơi, nói vậy ông là ông một thật hả? Mẹ ơi, không lẽ cuộc đời cám chưa bắt đầu mà đã kết thúc đoạn hậu như vậy rồi sao? Cám ơi, cám ơi.